Vâng, chào các bạn. Hôm nay đúng 9 giờ mình lại xuất hiện để cùng chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề phải nói là vô cùng quan trọng với bất kỳ một người làm kinh doanh nào. Đó là chủ đề chúng ta có 9 cách để chúng ta huy động vốn dành cho người làm kinh doanh. Và mình rất là mong tối hôm nay cái livestream này sẽ được rất là nhiều bạn, vô cùng nhiều bạn đang làm kinh doanh, đam mê làm kinh doanh, yêu thích kinh doanh, xem trực tiếp cái đoạn livestream này. Tiền là một cái yếu tố nó rất là quan trọng trong kinh doanh. Tuy nhiên nó không phải là tất cả. Khi ra làm kinh doanh thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này để chúng ta chia sẻ. Và ngày hôm nay là một ngày rất là bận rộn với mình. Cả ngày, một ngày hôm qua là mình đứng lớp 2 ngày với cái lớp nghệ thuật đàm phán và đòi nợ. Từ 9 giờ sáng đến hơn 9 giờ tối. Sáng nay phải thức dậy sớm, chạy qua bên quận Tân Phú, đến trường đại học cao đẳng công nghệ thông tin, làm việc với anh Huy hiệu trưởng, anh Đức, thầy Đức chủ tịch hội đồng quản trị, để cùng nhau khởi động một cái chương trình gọi là Vườn Ươm Sáng Tạo Khởi Nghiệp. Chia sẻ cho cái trường, giúp cho các bạn sinh viên càng ngày càng phát triển hơn. Và buổi chiều thì ngay sau đó buổi chiều thì mình lại hẹn với anh Nguyễn Hải Nam, chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở tại Pháp, và bạn Nguyễn Thị Minh Hạnh là thư ký của cái hội này tại Pháp, nhân dịp chuyến về Việt Nam. Và tụi mình có một cái cuộc làm việc mấy tiếng đồng hồ tại quán cà phê Starbucks ở trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Thì cũng rất là vui là trong cái chuyến mà, trong cái buổi mà làm việc với anh Nguyễn Hải Nam, thì anh cũng ở Việt Nam cũng khá lâu, nó là mình đã làm việc được với ảnh. Để tối thứ hai tuần này là ngày 29 tháng 2, ảnh sẽ gặp các anh em doanh nhân Bi của chúng ta tại hội trường của Bi Training. Mình sẽ viết chương trình thông báo đến các bạn sau tại hội trường của Bi Training, để ảnh thứ nhất là giúp cho các bạn kết nối với anh Nguyễn Hải Nam là chủ tịch của Hội Doanh nhân Việt Nam chúng ta tại Pháp. Cái thứ hai là học hỏi những cái kinh nghiệm từ ảnh, những cái cách làm sao để ảnh thành công tại Pháp, cái cách làm sao để ảnh kết nối những cái anh em Việt Nam và đã trên hành trình kinh doanh, mà cái đây là cái cầu nối để các bạn kết hợp, các bạn xây dựng mối quan hệ không phải ở trong nước mà kể cả ở nước ngoài nữa. Cái điều này nó rất là tuyệt vời. Và để đảm bảo cái live stream này, cái lớp học hôm nay để chúng ta được đông vui, thì mình rất là muốn các bạn chúng ta chia sẻ cái đoạn live stream này. Bây giờ đảm bảo là các bạn hãy chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho nhiều người, đặc biệt là những người thân của mình, những người thân yêu của mình, những người đang ra làm kinh doanh, để về cái trang Facebook của các bạn, để cho nhiều người nữa cùng biết, để cho cái lớp học online của chúng ta tối hôm nay nó được đông vui hơn. Đồng ý ngày hôm nay là mình có một cái lịch cả một ngày kính. Các bạn biết là sáng nay mình rời khỏi nhà, cho tới bây giờ mình mới vừa về nhà. Buổi chiều nay vừa gặp anh Nguyễn Hải Nam xong là mình phải chạy qua lại quận Tân Phú, mình mừng tất niên và cũng là kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty xây dựng Thiên Phú Việt Nam. Đó là của bạn Thiên Phú, và bạn xây dựng công ty 5 năm từ lúc bạn qua ra bạn học Bi, và bây giờ cái công ty bạn nó phát triển rất là tuyệt vời. Và mình không thể không đi được, bởi vì bạn mời, bạn kêu là cái chương trình này rất là đặc biệt, mình phải xuất hiện, và thế là mình phải chạy đến quận Tân Phú. Và mới 8 giờ thôi, 7 giờ tiệc bắt đầu, 8 giờ thì mình phải lo lên xe để mình chạy về lại quận 2. Mới vừa về nhà, vừa kịp tắm rửa xong là mình ra đây, mình ngồi mình live stream cho các bạn, bởi vì đã hứa, lỡ hứa rồi, 9 giờ rưỡi tối nay là chúng ta chia sẻ cái đoạn live stream rất là đặc biệt này. Nên mình mong muốn các bạn hãy chia sẻ đoạn live stream này để đảm bảo cái đoạn live stream chúng ta lên 200 người, lớp học của chúng ta hôm nay phải hơn 200 người, thì tự nhiên nó mới vui, nó mới ý nghĩa. Và qua cơ hội này các bạn cũng được giao lưu rất là nhiều bạn,
mỗi người một chút xíu, mỗi người có tay một chút chút xíu, mình tranh thủ về đây để đúng giờ để chia sẻ cái kinh nghiệm, những cái gì mình biết cho các bạn, thì các bạn cũng giúp mình tát bạn bè của mình, chia sẻ về đến cho những người mới, để chúng ta cùng nhau xem cái đoạn live stream này. Cái thứ hai là cái sự kết nối nó làm cho lớp học chúng ta nó vui hơn, nó ý nghĩa hơn, rồi có nhiều người có những cái câu hỏi thì tự nhiên nó ý nghĩa hơn. Bây giờ mình theo dõi ở trên này thì đã 15 lượt chia sẻ rồi, làm sao chúng ta đảm bảo hơn 200 lượt chia sẻ thì nó lại ý nghĩa vô cùng. Và mỗi người hiện tại thì chúng ta đã lên được gần 80 người rồi, thì mỗi người chỉ cần một cái chia sẻ thôi các bạn thấy không ạ, mỗi người cần một chia sẻ là chúng ta sẽ được 80 cái chia sẻ rồi. Và bây giờ các bạn đang ở cái vùng miền nào thì các bạn như thế nào các bạn comment xuống là mình đang ở vùng miền nào để mọi người cùng xem cái live stream này, mọi người biết đến bạn. Thứ nhất là mọi người biết đến bạn, thứ hai là mọi người biết bạn ở cái khu vực đó, mọi người thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời. Thì mọi người như thế nào mọi người kết bạn với bạn, và thông qua cái live stream này chúng ta biết nhau, và chúng ta có thể là chia sẻ cái cơ hội làm ăn với nhau. Người làm kinh doanh là chúng ta phải kết nối, chúng ta phải gì chúng ta phải xây dựng mối quan hệ. Ok, cảm ơn bạn Trương rất là nhiều, hồi nãy mới gặp em ở cái tiệc tân niên của bạn Thiên Phú Việt Nam, và bây giờ em đã online live stream bạn, rất là tuyệt vời. Chào bạn Liễu, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện. Và ngay bây giờ các bạn comment xuống các bạn ở cái khu vực nào, cái vùng miền nào, các bạn chỉ cần comment xuống thì cái cơ hội kết nối của các bạn ở khắp mọi nơi. Ok, bạn Ngày Hạnh Phúc, bạn ở Bình Dương rất là tuyệt vời, bạn Hưng Lê, bạn hãy comment xuống, bạn đang làm việc gì, bạn muốn kết nối với ai, thì những người đang xem đoạn live stream này họ sẽ biết các bạn, và chúng ta sẽ tạo cái sự kết nối trong làm ăn. Cái điều này nó vô cùng quan trọng. Bạn Nguyễn Nam ở Cần Thơ, chào các bạn. Bạn Hà Vũ ở Đắk Nông, rất là tuyệt vời. Bạn Trần Hữu Đạt ở Đồng Nai, ok chưa? Bạn Ngân Phương ở Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn hãy comment xuống. Các bạn đang kinh doanh ở cái khu vực nào, các bạn ở cái khu vực nào, các bạn hãy comment xuống. Rất là nhiều người sẽ biết đến các bạn qua cái đoạn live stream này. Và các bạn thấy cái bạn nào của mình mà phù hợp thì các bạn chủ động comment cho người đó, các bạn chủ động kết bạn với những người đó, để chúng ta lan tỏa cái việc kinh doanh của chúng ta ra. Làm kinh doanh là chúng ta phải giỏi kết nối, nếu chúng ta không kết nối thì chúng ta không phải là người làm kinh doanh, ok chưa? Bạn Chiêu Phạm, bạn đang ở Campuchia rất là tuyệt vời. Bạn nào muốn có những cái kết nối ở Campuchia thì các bạn liên hệ với bạn Chiêu Phạm, bạn Nguyễn Viên ở Bắc Ninh, các bạn rất là tuyệt vời. Đảm bảo chúng ta lên 200 người và được 200 đoạn chia sẻ, thì mình chia sẻ với các bạn một cái kiến thức rất là đặc biệt tối hôm nay, đó là 9 cách để chúng ta huy động vốn để chúng ta ra làm kinh doanh. Qua những năm tháng làm kinh doanh và cũng như cái việc sở hữu những doanh nghiệp khác nhau, qua những cái lần khởi nghiệp thất bại có, thành công có, và mình đúc kết lại, mình thấy có cái 9 cách, mấy cách các bạn ơi, 9 cách để chúng ta làm kinh doanh rất là tuyệt vời. Vâng, bây giờ cái con số đã lên 100 rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Mỗi người góp tay một chút xíu và chúng ta lên rất là nhanh. Các bạn hãy comment xuống, tất cả các bạn vào hãy comment xuống mình đang ở đâu, thì các bạn hãy comment xuống để cho mọi người biết bạn đang ở đâu, và các bạn thấy người nào ở đâu đó mà phù hợp thì chúng ta cùng nhau kết nối làm bạn với nhau. Ok chưa? Làm bạn với nhau để gì để chúng ta có một cái network với nhau thì chúng ta mới làm kinh doanh cho được. Nên là tất cả mọi người hãy comment xuống mình đang ở đâu. Cái thứ hai là các bạn chia sẻ cái đoạn live stream này, chia sẻ đoạn live stream này về nhà các bạn. Thứ nhất là để các bạn nhớ, thứ nhất là để các bạn nhớ. Cái thứ hai là bạn mời tất cả bạn bè của mình, ok chưa, cùng nhau xem đoạn live stream này, giúp cho nhiều người họ có kiến thức hơn, họ đỡ sai sót hơn, họ đỡ vấp té hơn. Đó là lý do mà chúng ta mỗi người góp tay một chút để chúng ta cùng nhau làm cái live stream này. Bản thân ngày hôm nay mình đi cả ngày trời, từ sáng cho tới tối giờ mình mới về được nhà. Tuy nhiên đã cam kết là chúng ta phải làm. Bây giờ chúng ta phải làm, đã cam kết là chúng ta làm đến nơi. Và đoạn live stream này của chúng ta đã khoảng 100 người rồi. Chúng ta đảm bảo 200 người thì lớp học của chúng ta nó mới vui. Nên đó là lý do mà các bạn phải chia sẻ và kết nối rất là nhiều người, mỗi người chúng ta một chút xíu thì chúng ta mới hay được.
thì các bạn hiểu rằng là ra làm kinh doanh thì cái việc tiền bạc nó rất là quan trọng, ok chưa? Những người mới ra khởi nghiệp phần lớn họ nói là em không có vốn nên em không làm kinh doanh được, ok chưa? Những bạn vào sau, các bạn nhớ là các bạn comment xuống các bạn đang ở cái khu vực vực nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ các bạn phải comment xuống là các bạn đang gì ạ? Các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm gì? Ok chưa? Các bạn có thể là chia sẻ cái lĩnh vực kinh doanh của mình lên, diễn tả rất là rõ ràng để tất cả mọi người khắp vùng miền trên thế giới này, ví dụ như có bạn Vũ Đức Trình đúng không, bạn phải comment xuống là mình là tên Vũ Đức Trình, mình đang kinh doanh xe đẩy hàng Mackey, ok chưa? Mình muốn mở đại lý khắp mọi miền đất nước nào, các bạn nào quan tâm thì inbox Facebook cho mình hoặc là gọi điện thoại cho mình, các bạn phải comment nó như vậy thì mọi người vào xem livestream này họ mới thấy, ok chưa? Các bạn phải comment rất là rõ ràng nó như vậy. Ví dụ như là bạn Lê Khoa nó là tôi bán bột ngũ cốc, nhưng mà bạn phải diễn tả nó rõ ra, bạn nói chung chung vậy thì không ai hiểu hết. Bột ngũ cốc nó là cái gì mình nói diễn tả ra, và bạn bán cho khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp. Khi chúng ta ghi thông tin ra, ok chưa? Khi chúng ta ghi thông tin ra thì chúng ta ghi thông tin rõ ràng thì những người xung quanh chúng ta họ mới thấy. Chúng ta cùng nhau có lợi hết, ok chưa? Chúng ta cùng nhau có lợi trong này hết. Kinh doanh là chúng ta phải kết nối với nhau. Em tên Phú Sĩ, em làm bên lĩnh vực bất động sản bên các Bình Dương, em mong được hợp tác. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn phải ghi rõ ràng nó như vậy, ok chưa? Cái bạn lên là bạn mà ghi rõ ràng như vậy, bạn rất là tuyệt vời. Bạn nào chưa kinh doanh được thì các bạn nói là hiện tại em chưa kinh doanh cho được. Bạn nào đang làm công thì nói là hiện tại em đang làm công, em muốn ra kinh doanh mà em chưa biết cách, ok chưa? Thì các bạn ghi rất là rõ ràng ra thì mọi người mới biết. Các bạn đừng cứ ghi chung chung. Chào bạn Nguyễn Văn Thọ, lâu quá chưa gặp em, rất là lâu rồi chưa gặp bạn Thọ. Ok, bạn chào thầy Huy và các bạn, mình là Trần, mình đang kinh doanh xe đẩy hàng Mackey Huy, mình muốn mở đại lý khắp mọi miền đất nước, số điện thoại của mình. Ok, các bạn thấy cái cách của bạn Trần ghi không ạ? Các bạn ghi giống như bạn Trần nói như vậy đó. Tất cả mọi người đều ghi giống như các bạn đọc cái comment của bạn Vũ Đức Trình đó. Bạn Vũ Đức Trình ghi như vậy rất là tuyệt vời. Bạn Vũ Đức Trình ghi như vậy rất là tuyệt vời. Và tất cả mọi người phải ghi như bạn Vũ Đức Trình. Em kinh doanh mặt hàng nhập từ Nhật, sản phẩm dành cho mẹ và bé, em đang phân vân về việc thuê mặt bằng và vốn. Ok, cái chuyện đó là từ từ sau. Tuy nhiên là các bạn kinh doanh cái gì thì các bạn phải ghi rất là rõ ràng mình lĩnh vực đó. Ok, các bạn phải ghi ra. Và các bạn phải ghi là các bạn đang ở cái khu vực nào và các bạn cần tìm đại lý ở đâu. Tiếp theo nữa là các bạn phải gì vâng, chào bạn Thọ rất là nhiều. Em phải ghi lĩnh vực kinh doanh của em ra, em có muốn tìm đại lý hay không, em muốn tìm khách hàng hay không, thì em phải ghi ngay cái comment xuống dưới. Ai xem chương trình này thì cũng phải làm như vậy để chúng ta có cơ hội chúng ta kết nối, để chúng ta biết nhau. Đừng có xem không rồi ngồi im, nó chán lắm. Và bây giờ các bạn hãy lấy tập ra, hãy lấy tập và viết ra, hãy đảm bảo lấy tập và viết ra. Rất là tuyệt vời. Bây giờ con số chúng ta đã lên 130 người rồi, xem rồi. Và lớp học của chúng ta hôm nay đảm bảo là chúng ta hơn 200 người thì lớp chúng ta vui. Vâng, có một bạn ghi rất là tuyệt vời này, em sắp tới em nhập khẩu mỹ phẩm Nhật Bản về, các bạn thích thì làm. Ok, các bạn phải ghi rất là rõ ràng nó như vậy. Và những bạn nào chưa bấm chia sẻ thì các bạn hãy bấm chia sẻ ra, hãy bấm chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người để mình kiểm tra. Hiện tại là đã được 69 lượt chia sẻ rồi. Chúng ta đảm bảo rằng chúng ta phải hơn 200 lượt chia sẻ. Mình tên Hưng, mình chuyên thiết kế thi công xây dựng nhà cửa, phương châm mình là uy tín chất lượng ABC đó. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn phải ghi rõ ràng nó như vậy. Vâng, chào bạn Hoàng nha. Và bây giờ các bạn đã chuẩn bị giấy bút chưa? Hãy chuẩn bị giấy bút tập viết và ngồi. Chúng ta hôm nay chúng ta phải rất là nghiêm túc. Chúng ta xem như là chúng ta đang học cái lớp online, ok chưa? Đừng cứ nghĩ là xem livestream. Nếu các bạn không nghiêm túc, tối hôm nay các bạn không theo dõi nghiêm túc thì tất cả bạn làm những việc khác bạn cũng không có nghiêm túc. Giờ này là giờ ngủ rồi thì chúng ta dành khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa để chúng ta học rồi xong chúng ta ngủ. Các bạn hãy đảm bảo cam kết cái việc đó. Chứ còn mày vào xem một chút xíu rồi ra nó không được cái gì hết. Nên là chúng ta cần phải nghiêm túc. Các bạn nào ở khắp vùng miền trên mọi miền tổ quốc này, nếu bạn đã quyết định xem cái live stream này thì bạn hãy đảm bảo có tập giấy vở mình trước mặt. Khi mình yêu cầu comment thì các bạn comment luôn lên trên này. Các bạn cần phải gì
cần phải comment họ tên của mình, ở vùng miền nào, đang kinh doanh cái gì, muốn mở đại lý hay gì, các bạn phải comment hết này. Và một việc tiếp theo nữa là các bạn phải gì, chia sẻ cái đoạn live stream này. Mỗi người hy sinh một chút xíu, mỗi người chúng ta làm một chút xíu, chúng ta sẽ góp phần làm cho mọi thứ nó tốt đẹp ra. Nó là nếu ai đó trong suy nghĩ vẫn còn tính toán, vẫn còn toan tính quá, thì bạn rất khó nổi cái việc mà làm theo đúng cái quy luật này. Mà các bạn đã không làm được thì làm sao mà các bạn đi phục vụ khách hàng của mình mà được. Nó là mỗi hành động chúng ta làm, chúng ta đều phải tập, nó trở thành thói quen. Các bạn tập việc tốt, nó sẽ trở thành thói quen tốt. Ok, các bạn tập việc xấu, nó sẽ trở thành thói quen xấu. Bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ trở thành thói quen của người tích cực. Bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ trở thành thói quen của người tiêu cực. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn nào chỉ biết cho mình không, lên đây chỉ biết đi làm cho mình không, mà để chia sẻ tới người khác thì bạn cũng không chia sẻ. Thì cái nguyên tắc là cái dòng lưu thông nó chỉ có một chiều thì nó cũng hỏng tốt. Các bạn, cái chỗ đó nó không có thịnh vượng được. Nó là chúng ta cùng nhau có lợi, chúng ta phải cùng nhau win. Mấy chữ win các bạn comment xuống. Vừa rồi mà nói mấy chữ win. Win. Mấy chữ win các bạn. Các bạn comment xuống mấy chữ win. Win. Mấy chữ win. 3 chữ win. Tại sao 3 chữ win? Tôi thắng. Ok chưa? Anh thắng. Và những người xung quanh chúng ta cùng thắng. Nên là chúng ta tới 3 cái chữ win. Nếu ai đó chỉ một chữ win, bạn không ok. Bạn hình dung chưa? Vậy là cứ một mình anh thắng mấy người khác thua. Không được. Nếu ai đó chỉ có 2 chữ win cũng không ok. Anh thắng, tôi thắng, hàng khác thua. Những người chơi khác thua không tốt, những người đó cũng không ok. Chúng ta phải bao nhiêu chữ win? 3 chữ win. Ok, 3 chữ win. Win. Ok, tôi thắng, anh thắng, những người cùng xem livestream này, chúng ta cùng thắng. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Và tất cả chúng ta cùng cái tư duy đó để chúng ta dùng gì mỗi người chúng ta mỗi ngày chúng ta tiến bộ lên một chút xíu. Chúng ta biết đâu trong cái livestream này tối hôm nay các bạn như thế nào các bạn sẽ quen một đối tác nào đó, các bạn sẽ quen một cái người nào đó, và chính cái người này nó giúp cho bạn có cái sự phát triển trong kênh kinh doanh, thì cái điều này nó vô cùng tuyệt vời. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và mỗi người chia sẻ một chút xíu, bạn chia sẻ đến 3 người bạn của bạn, rồi những người bạn khác chia sẻ đến 3 người bạn, nhiều người cùng biết thì chuyện gì vậy? Biết đâu cái người bạn kia họ chia sẻ đến 3 người thì có những người họ lại là đại lý của bạn. Các bạn hiểu ra điều này này chưa? Nên chúng ta cùng nhau làm cái việc này thì cái điều này nó mới là tuyệt vời. Và ai đó ra kinh doanh hãy có cái tư duy này. Đừng có cạnh tranh nhau. Ok, cạnh tranh nhau trên năng lực. Các bạn nhận ra, cạnh tranh nhau trên cái cách phục vụ khách hàng, làm sao cho khách hàng tốt, chứ đừng có cạnh tranh nhau cái kiểu là tôi thắng là anh phải thua. Cái cạnh tranh nhau đó là cái cạnh tranh lạc hậu rồi. Cạnh tranh nhau cùng nhau thắng và cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển. Cái đó nó mới là tuyệt vời. Chia sẻ quá trời thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy, bạn nào thấy bây giờ trên máy của mình mình kiểm tra trên máy mình mới có 92 lượt chia sẻ, mà cái lượng xem online trên này đã 140 rồi. Vậy là có rất là nhiều người vẫn chưa có chia sẻ. Mình không biết vì sao các bạn suy nghĩ cái gì. Ok chưa? Vậy thì mình đã nói với các bạn rồi, ra kinh doanh thì chúng ta phải giỏi networking. Ok chưa? Nếu mà chúng ta không có networking, chúng ta không có networking rộng thì cái việc kinh doanh chúng ta nó sẽ không phát triển bền vững được. Ok chưa? Nên là chúng ta phải giỏi networking. Cảm ơn bạn Tạ Hữu Cường, bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn nào vào đây thì các bạn phải tuân thủ việc thứ nhất là phải comment ra bạn đang ở đâu. Cái thứ hai, bạn phải comment rất là rõ ràng ra bạn đang kinh doanh cái gì. Cái thứ ba, bạn phải comment ra là lĩnh vực bạn kinh doanh phục vụ cho cái gì, và bạn có cần tìm kiếm khách hàng hay không. Nếu cần tìm kiếm khách hàng thì bạn sẽ nói rằng là bạn đang tìm kiếm khách hàng ở mở đại lý thì hãy liên hệ với các bạn. Chúng ta hãy comment rất là rõ ràng ở dưới đó. Ok chưa? Và chúng ta đảm bảo rằng chúng ta chia sẻ cái đoạn live stream này, sau khi live stream xong rồi mình sẽ xem thử bạn nào comment mà không chia sẻ thì mình thấy ok, vậy là bạn đang có một cái suy nghĩ gì đó nó không có phù hợp rồi. Vâng,
Vậy thì bây giờ chúng ta chia sẻ đến cái cách huy động vốn. Mấy cách huy động vốn các bạn, hồi nãy mà nói mấy cách các bạn ghi xuống 9 cách. 9 cách để chúng ta có vốn để chúng ta làm ăn. Ok chưa? 9 cách để chúng ta huy động vốn để chúng ta làm ăn. Dĩ nhiên nó còn nhiều cách lắm. Nó còn rất là nhiều cách. Tối nay văn mình rất là nhiều năng lượng bạn Hoàng ơi, rất là tuyệt vời. Nó có rất là nhiều cách. Ok chưa? Tuy nhiên tối hôm nay mình gửi cho bạn 9 cách, cũng có thể là 10 cách, cũng có thể là 11 cách, nhưng ngay bây giờ là mình nói chốt là 9 cách trước. Ok, cách thứ nhất. Các bạn ghi vô, cách thứ nhất là chúng ta huy động từ gia đình và những người thân của chúng ta. Ok, các bạn ghi vô. Cách thứ nhất là chúng ta huy động từ gia đình và người thân của chúng ta. Ghi vào, huy động từ gia đình và người thân của chúng ta. Cách này chủ yếu là dựa vào cái tình thương người thân của mình. Các bạn chúng ta, cái cách này chủ yếu là dựa vào tình thương. Tại vì là ba mẹ của mình thương mình, anh chị em mình thương mình, bà con hoặc là từ vợ, từ chồng của chúng ta, tất cả những người này thương mình. Nên là cái cách này nó khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cái cách này là cái cách nguy hiểm nhất. Cái cách này là cái cách rất nhiều người dùng nhất. Nhưng mà nói cái cách này là cách nguy hiểm nhất. Vì sao ạ? Cái cách này nó không làm cho bạn phát triển. Và nhiều người, ok chưa? Nhiều người họ thất bại bởi vì cái cách này. Và cái thất bại của họ, họ kéo theo hàng loạt gia đình họ thất bại theo luôn. Ba mẹ họ thất bại theo luôn. Ok, cái cách này mình chia sẻ ra đây để cho các bạn biết. Và chút xíu mình sẽ lưu ý khi nào mới dùng cái cách này. Chứ phần lớn mọi người mới ra khởi nghiệp là dùng ngay cái cách này. Mình lưu ý, mới ra khởi nghiệp mà dùng ngay cái cách này thì hoàn toàn không tốt. Vì sao ạ? Bởi vì tất cả những người này họ đều thương chúng ta, họ đều quý chúng ta. Và khi chúng ta nói cái mấy câu á, họ lại gì ạ? Họ lại cho chúng ta tiền vay liền. Nó làm cho chúng ta nó như thế nào ạ? Ô, rất là tuyệt vời, được 192 người rồi. Chúng ta chút xíu nữa là chúng ta được 200 người. Cái lớp học chúng ta nó vô cùng đông. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái sự đóng góp của các bạn nó mới giúp cho cái live stream chúng ta hiện tại lên 194 người rồi. Các bạn là người rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng comment xuống và chúng ta nói rằng chúng ta là những người vô cùng tuyệt vời trong cái buổi tối hôm nay. Các bạn comment xuống và các bạn nói nó như vậy. Chào bạn Lâm, rất vui bạn Lâm đã xem cái đoạn live stream này. Vâng. Vậy thì mình lại nói tiếp. Cái cách huy động vốn từ người thân này á, là nó không giúp cho chúng ta phát triển những cái kỹ năng ở phía bên trong của chúng ta. Bởi vì bạn huy động vốn từ người lạ là bạn phải chứng minh rất là nhiều thứ. Bạn phải làm sao cho người ta tin mình. Và vô hình trong đó nó luyện cho các bạn lớn lên. Bạn hình dung chưa? Còn nếu mà bạn huy động vốn từ người cha mẹ của mình, anh chị em của mình thì họ thương mình quá đi. Họ thương mình quá, cái bạn không cần nỗ lực nhiều, họ vẫn cứ đưa tiền cho mình. Và vô hình trong cái năng lực bên trong của con người chúng ta nó chưa có thực sự lớn. Thực sự để mà huy động được vốn từ người khác, bạn phải phát triển một cái kỹ năng rất là tuyệt vời, đó là kỹ năng bán hàng. Người ta tin bạn, người ta thương bạn, người ta quý bạn, người ta mới đưa tiền cho bạn. Nhưng mà bản thân người thân thì họ lại thương chúng ta mất tiêu rồi. Mà các bạn ra khởi nghiệp, mình nói với các bạn này, mà bạn ra khởi nghiệp là nghĩa, tại sao gọi cái từ khởi nghiệp? Nghĩa là cái từ chúng ta chưa biết kinh doanh nhiều. Chúng ta là những người chưa biết kinh doanh nhiều, chúng ta mới có tập tành kinh doanh thôi. Mà chúng ta có tiền, ba mẹ chúng ta đưa cho chúng ta dễ quá, cái là thế là chúng ta làm mất. Các bạn nói làm mất cái tiền mất, cái điều này nó vô cùng phí. Nên là cái cách này, khi nào chúng ta huy động vốn từ cái cách này, khi chúng ta là những người làm ăn giỏi giang rồi và chúng ta thiếu một ít tiền, thì chúng ta hãy huy động vốn từ cách này. Nếu các bạn là người lần đầu tiên mà mới ra khởi nghiệp, mà bạn đi mượn tiền những người thân của mình, mà các bạn ra kinh doanh, thì coi chừng bạn làm mất tiền. Và bạn làm mất tiền của cả người thân yêu của mình, bạn làm mất hết luôn. Và nếu mà tiền đó là cái công sức lâu năm ba mẹ mới góp được, mà bạn lại đi ra làm mất tiêu, các bạn thấy tội nghiệp ba mẹ mà, tội nghiệp những người thân của mình mà. Vâng,
cảm ơn bạn Huy, hơn 200 người rồi anh Duy. Đúng rồi, hồi nãy giờ mình chia sẻ là hơn 200 người rồi. Các bạn là những người rất là tuyệt vời, mình cảm ơn các bạn rất là tuyệt vời. Lớp học chúng ta hiện ở hôm nay nó rất là đông, và những người mới vào sau thì các bạn bấm chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người đi. Mỗi người chúng ta góp tay một chút xíu, các bạn bấm chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người đi . Và cái thứ hai là các bạn kêu gọi bạn bè của mình nữa cùng nhau xem cái livestream này, mỗi người chúng ta góp tay một chút xíu, ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cái cách thứ nhất, bạn thấy cái cách thứ nhất có tuyệt vời mà có hay không ? Bạn có học được cái bài học gì vừa rồi từ cái cách chia sẻ của mình không ? Bạn có đúc kết được gì không ? Bạn đúc kết được cái gì, bạn rút kinh nghiệm gì thì bạn như thế nào ? Bạn comment xuống, ok, qua các cái này bạn học được cái gì. Cái cách thứ nhất là chúng ta huy động từ người thân yêu, ba mẹ anh chị em của mình, chúng ta dựa vào tình thương. Tuy nhiên mình lưu ý chia sẻ vào tường và nhóm quá trời luôn thôi. Đúng rồi, các bạn nào chia sẻ vào nhóm là các bạn rất là tuyệt vời. Ok, các bạn nào chia sẻ vào nhóm thì bạn Lạc là nghiệp chào anh có ý định về quê Khánh Hòa dạy một khóa không, nếu có em sẽ huy động bạn bè đi học hoặc cần sự hỗ trợ gì thì em góp sức, đúng không? Ok, nếu mà về ngoài Khánh Hòa thì một lớp học phải ít nhất nó khoảng từ 150 đến 200 bạn thì mình mới về. Học phí đối với mình không quan trọng, nhưng mà các bạn phải huy động được lượng người đông. Về lèo tèo vài người thì mình không có về, bởi vì đã mỗi lần về là phải hiệu quả, mình luôn tập trung vào cái hiệu quả. Ok chưa? Nên là các bạn hãy nghe mình chia sẻ và nốt những điều lưu ý, còn không bạn sẽ gây tổn thương cho người thân yêu của mình. Không nên ra kinh doanh, không nên gây tổn thương cho những người thân yêu của mình. Ok, ra kinh doanh chúng ta hãy mang điều hạnh phúc đến cho người thân yêu của mình, chứ mà mang điều tuyệt vời đến người thân yêu của mình, chúng ta không được mang tổn thương đến người thân yêu của mình, cái đó là không nên. Bạn hình dung chưa? Nó là cái cách này, khi nào chúng ta dùng cái cách này, khi nào chúng ta dùng cái cách này, khi bạn kinh doanh giỏi rồi mà bạn thiếu vốn một chút xíu thì bạn mới dùng cái cách này, mình lưu ý. Còn nếu các bạn mới vừa ra khởi nghiệp, bạn chưa biết tìm ra đồng tiền mà bạn đi dùng ngay cái cách này, là mình nói rằng mình khuyên đi khuyên lại là không nên, bởi vì bạn sẽ làm mất tiền. Các bạn anh hiểu chưa? Phải lưu ý, cái này là cái kinh nghiệm của mình. Hồi kia mình kể cho các bạn nghe cái câu chuyện, các bạn có sẵn sàng để mình kể chuyện cho các bạn chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình kể chuyện chưa? Hồi xưa mình rất là cảm ơn những người bạn của mình. Hồi xưa thì cái lúc mà mình ra mình kinh doanh nước mắm thì ok rồi, từ bàn tay trắng mình kiếm ra tiền. Nhưng mà cái lúc mình mở ra cái xưởng gỗ, và cái lúc cái xưởng gỗ mình khó khăn á, là mình bán nhà, bán cửa, bán đất. Và hồi đó mình rất là ba mẹ mình không có tiền, nhưng là lúc đó mình không có về mình năn nỉ ba mẹ được, thì mình đi gặp những đứa bạn của mình và mình năn nỉ những đứa bạn của mình cho mình mượn tiền. Nhưng mà sau này thực sự lúc đó không đứa bạn mình nào nó cho mình mượn tiền hết. Và chừng cuối cùng khi mình không còn tiền nữa thì mình quyết định mình đóng cái cơ sở, mình stop cái việc kinh doanh gỗ, cái xưởng gỗ của mình mà lại. Và sau khi mình stop cái thương xưởng gỗ của mình rồi á, mà khi mà mình đủ bình tĩnh rồi á, thì mình mới suy nghĩ lại, và mình nói thật sự với các bạn, mình cảm ơn những đứa bạn mình vô cùng cảm ơn những đứa bạn của mình, bởi vì nó không cho mình mượn tiền. Bởi vì lúc đó nó cho mình mượn tiền thì mình lại mất nữa. Bạn hình dung chưa? Không phải là chúng ta có nhiều tiền chúng ta kinh doanh thắng, không phải vậy. Và lúc đó nếu có thêm tiền mình lại làm mất nữa, mất nhà mất cửa rồi, và nếu đi mượn thêm tiền thì mất nữa. Và nếu mà lúc đó mấy đứa bạn mình nó cho mượn tiền thì rõ ràng là mình mất nữa, và tiền đâu mình trả lại cho mấy đứa bạn của mình. Các bạn anh hiểu ra điều này chưa? Và cảm ơn những đứa bạn mà nó vô cùng, nó không cho mình mượn để sau này mình không mang nợ. Nó không cho mình mượn thì mình mới dừng cái cuộc kinh doanh đó lại. Và bây giờ mình nghĩ cái bài học đó, mình quý những người bạn mình vô cùng, bởi vì lúc đó họ nghiêm khắc dơ mình, họ khắc khe dơ mình, và chính vì yếu tố đó họ mới mình mới suy nghĩ lại, mình mới suy nghĩ thật sự khi có tiền nó làm cho chúng ta không còn thông minh nữa. Khi chúng ta không có tiền thì chúng ta mới tìm cách này tìm cách kia, chúng ta mới nỗ lực
để chúng ta suy nghĩ cái cách nào đó nó tối ưu hơn. Còn khi chúng ta có tiền, cái con người chúng ta nó làm biến suy nghĩ lắm. Các bạn không hiểu ra điều này này chưa? Nó là hãy cảm ơn giai đoạn khởi nghiệp. Trong túi chúng ta không có tiền, các bạn phải cảm ơn cái điều này. Bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn suy nghĩ rất là nhiều cách để các bạn kiếm tiền. Thầy ơi, có thể xem lại video này ngày mai không ạ? Mạng internet cho em chậm quá. Ok, ngày mai bạn xem. Ok, mình luôn lưu ở trên này. Mình luôn lưu ở trên này. Và mình còn đưa cái này lên YouTube nữa. Nên các bạn cứ an tâm. Các bạn cứ an tâm. Tối nay em cứ xem không được thì ráng cố gắng xem lúc nào có mạng thời xem. Lúc nào có mạng thời xem, còn lúc nào không có mạng thì cũng không sao. Mình luôn lưu cái đoạn này lại để cho các bạn xem. Đó. Bạn nào vào sâu thì các bạn phải làm theo đúng cái nội quy của mình. Thứ nhất là bạn phải comment là bạn đang ở đâu. Để gì ạ? Bạn đang ở đâu để cho mọi người biết kết nối với bạn. Hơn 200 người đang xem livestream này kết nối với bạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn phải comment xuống là bạn đang kinh doanh cái gì. Bạn có cần mở rộng khách hàng hay không? Bạn có cần mở rộng đại lý hay không? Để tất cả những người ở trên này đang, hơn 200 người này đang xem livestream này sẽ thấy bạn. Và họ sẽ gì ạ? Họ sẽ kết nối với bạn. Và trên cơ sở đó chúng ta gì ạ? Làm ăn dơ nhau. Bạn nào, ok chưa? Và tất cả các bạn nào đang xem livestream này thì đảm bảo bạn có cái tập và vở trước mặt ghi vào. Bởi vì chúng ta phải nghiêm túc. Chúng ta phải nghiêm túc thì cuộc sống chúng ta, kiến thức chúng ta tiếp thu mới nghiêm túc. Con người chúng ta mới nghiêm túc. Và lúc này bạn mới thành công một cách rất là nghiêm túc. Còn nếu bạn không nghiêm túc thì cuộc đời bạn thiệt hại, chứ không ai thiệt hại theo bạn hết á. Nên là bạn phải đảm bảo rằng bạn hãy xem cái livestream này cho đến cuối giờ và ghi rất là đàng hoàng. Bạn nào mới vô chưa chia sẻ cái livestream này thì nhớ góp phần chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người biết. Mỗi người một chút xíu chúng ta sẽ có nói đông hơn. Các bạn anh dùng chưa? Bạn nào không chia sẻ đoạn livestream này thì bạn hãy suy nghĩ đi. Bạn phải tự hổ thẹn đối với chính mình. Bởi vì hơn 200 bạn đã chia sẻ rồi và họ góp phần làm đông người trong này, mà tại sao lại bạn không chia sẻ? Các bạn hình dung ra, chúng ta cùng nhau góp tay một chút xíu thì mọi người nó mới đông hơn. Bây giờ mới có 194 lượt chia sẻ, ok chưa? Chúng ta cùng góp phần, chúng ta chia sẻ ra thì tự nhiên chúng ta mới tuyệt vời hơn. Dùng hơn một tiếng đồng hồ này mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn giúp mình chỉ bấm cái nút chia sẻ thôi mà các bạn còn suy nghĩ nữa, bởi vì vậy là chúng ta không có win-win, và chúng ta không có win thì chúng ta không có ok. Đó là lý do mà chúng ta cần phải làm đúng những cái plan này, ok chưa? Bạn nào muốn kinh doanh gì thì các bạn ghi hết ở dưới kinh doanh gì. Các bạn muốn thu hút đại lý thì các bạn cũng nói là tôi cần tuyển đại lý, chúng ta cần tuyển khách hàng. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cách số máy rồi các bạn. Cách số 1 rồi, đúng không? Bạn thấy bạn có học được từ cái cách số 1 nhiều không ạ? Bạn học được cái gì thì bạn comment xuống. Bạn comment xuống để các bạn nhớ. Các bạn lưu đó để các bạn nhớ. Vừa rồi mình chia sẻ cách số 1, các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời mà mình đã lưu ý cho bạn rất là cẩn thận rồi nha. Các bạn đừng có làm sai. Bây giờ mình chia sẻ đến bạn những cái cách số 2. Cái cách số 2. Ok, cách số 2 là chúng ta huy động từ đâu ạ? Ok. Thực sự thì chính cách này mình đã gì ạ? Mình đã chia sẻ trong cái quyển sách của mình. Cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi của mình. Các bạn nào mua cái quyển sách này thì các bạn sẽ thấy chính cách huy động vốn mà mình chia sẻ cái livestream tối nay. Tuy nhiên trong sách là những cái lời ghi nó không rõ ràng bằng gì. Tối nay mình phân tích nó ưu nhược điểm hơn. Còn trong cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi của mình mới phát hành trên toàn quốc này, thì mình đã ghi mình có một cái bài mà nói là chính cách huy động vốn rồi. Các bạn hình dung chưa? Tuy nhiên tối hôm nay các bạn nào livestream này thì mình phân tích, mình nói ưu nhược điểm của nó rất là rõ ràng để các bạn hiểu rõ hơn. Ok.
các bạn có nắm ý ra điều này chưa? Và vừa rồi các bạn nào mà thấy cái cách số 1 tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói là cái cách số 1 nó rất là tuyệt vời. Bây giờ cái cách số 2. Cách số 2, chúng ta huy động từ những người chúng ta quen biết. Ok chưa? Chúng ta huy động từ những người chúng ta quen biết. À, đó là ai? Đó là những người bạn có thể là học cấp 3 của chúng ta, có thể là những cái người mà học cùng lớp với chúng ta, cũng có thể là những người mà chúng ta quen ngoài cuộc sống. Ok chưa? Và cái cách này là một trong những cách rất là tuyệt vời. À, cái cách này rất là tuyệt vời. Ở trong xã hội á, nó có vô cùng nhiều người họ có được vài chục triệu, 100 triệu, họ có sẵn trong ngân hàng nhiều lắm. Cái tiền đó gọi là cái tiền nhàn rỗi, họ bỏ đó nó phí lắm. Họ bỏ đó để họ chờ gì? Họ chờ cái tiền vốn từ ngân hàng thôi. Ok chưa? Nó chỉ có chờ những tiền vốn từ ngân hàng thôi. Mình lưu ý những bạn kinh doanh đa cấp. À, ok chưa? Mình nói rất là rõ ràng với các bạn, những bạn kinh doanh đa cấp. Ok, thì các bạn đừng có vào đây để các bạn tìm đại lý nha. Ok chưa? Và mình sẽ nhắc rất là rõ ràng. Mình sẽ nhắc rất là rõ ràng. À, mình sẽ nói rõ ràng trên cái live stream này. Ok chưa? À, những bạn kinh doanh đa cấp thì đừng có vào đây để tìm đại lý. Ok chưa? À, chúng ta rất là rõ ràng trong cái live stream này. Và các bạn cũng lưu ý, những bạn kinh doanh đa cấp họ sẽ thông qua thông tin này họ liên hệ với các bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? À, chúng ta không thuộc cái trường phái đó. Ok chưa? À, chúng ta thuộc trường phái mà xây dựng cái doanh nghiệp riêng của mình. À, các bạn nhận ra điều này chưa? Rồi. Vậy thì tiếp tục mình lại nói tiếp. Tiếp tục mình lại nói tiếp, chúng ta huy động từ những người quen của mình, những người chúng ta quen biết. Và mình thấy cái cách này rất là tuyệt vời. Và mình khuyên bạn nên làm cái cách này. Mình cũng nhớ hồi kia mới ra khởi nghiệp cách đây cũng 4 năm trước, mình nhớ có một bạn, hình như là bạn cũng đang có xem cái live stream này, đó là bạn Huỳnh Văn Ninh, cái công ty dược phẩm Defoco. Và hồi đó bạn mới có 19 tuổi thôi, và bạn đã dùng cái cách này. Bạn đã huy động vốn được vài người. Và nó vô cùng tuyệt vời. Và mình luôn khuyên bạn nên dùng cái cách này. Tại sao dùng cái cách này? Thứ nhất, họ là những người lạ. Thực sự là họ không có thân chúng ta, họ biết cho chúng ta ở đâu đó. Ok chưa? Nên là họ rất khó. Họ rất khó để đưa tiền ta. Và chính vì rất khó đưa tiền ta nên là họ biện luận với ta rất là nhiều. Bạn nói là bạn kinh doanh lĩnh vực A, bạn cần số vốn là bao nhiêu đó, và lãi là như thế nào đó. Họ hỏi bạn, họ vặn bạn rất là kỹ. Thì quá trình đó mà họ khó với bạn á. Ok chưa? Họ biện luận với bạn á, họ hỏi bạn kinh doanh cái gì, làm sao để ra lãi, tiền đó bạn dùng làm cái gì. Rồi chưa hết, khi mà bạn họ đã chuyển tiền cho bạn thì họ luôn giám sát bạn, họ luôn thôi thúc bạn. Thì cái điều này nó làm cho bạn gì ạ? Nó làm cho bạn phát triển thôi. Nó làm cho bạn suy nghĩ kỹ hơn, bạn chín chắn hơn, bạn nhìn được cái góc độ nó tuyệt vời hơn. Và nếu mà bạn thuyết phục họ mà họ móc tiền ra, họ đưa được cho bạn, nghĩa là bạn đã phát triển một cái khả năng thuyết phục tuyệt vời rồi. Bạn hình dung chưa? Nó là mình nói rằng hiện tại dù bạn nào đang có vốn, các bạn hình dung ra điều này chưa? Hiện tại dù bạn nào đang có vốn thì bạn cũng thử đi huy động bằng cái cách này. Được hay không được nó không quan trọng. Nếu mà được thì thể hiện rằng bạn đang có cái khả năng thuyết phục rất là tuyệt vời. Bạn có cái khả năng làm cho người ta tin bạn. Ok chưa? Bạn đang có cái khả năng ok chưa? Tập hợp mọi vấn đề, nó giúp cho bạn nhìn cái thế giới kinh doanh của mình nó rõ ràng hơn. Bạn hình dung ra cái chỗ này chưa? Còn nếu mà bạn thuyết phục mà họ không cho bạn, họ không cho bạn mượn tiền, họ như thế nào, thậm chí họ chửi bạn, thì cái điều đó nó cũng nói lên cái gì ? Bạn, cái cách nói chuyện của bạn, cái dự án của bạn, hoặc là cái công việc của bạn, bạn chưa thuyết phục được. Thì rõ ràng cái kỹ năng thuyết phục của bạn, kỹ năng làm việc của bạn nó còn đang yếu. Thì chúng ta phải nỗ lực hơn.
các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là mình khuyên các bạn, cái cách này là một trong những cách rất là tuyệt vời. Mình các bạn nó làm theo cái cách này. Sau nãy giờ các bạn không comment gì hết vậy, các bạn comment vô, các bạn chia sẻ vô và các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời để mình vui chứ. Các bạn ngồi các bạn xem không ạ? Các bạn không nói gì nó làm cho mình nó không có năng lượng. Ok chưa? Nên là các bạn phải comment luôn, rồi các bạn học được cái gì tuyệt vời từ từ cái đợt chia sẻ của mình vừa rồi. Ok chưa? Và chúng ta comment vô những cái bài học của chúng ta và các bạn giới thiệu lên một cái danh của bạn đi để chúng ta kết nối nhiều người để chúng ta nó tuyệt vời 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 đó. Ok bạn Anh Vy, cảm ơn bạn Anh Vy. Bạn Anh Vy rất là tuyệt vời. Bữa nào bạn cũng lên xem bạn Anh Dương ra là, bạn Anh Dương bán mật ong rất là tuyệt vời. Bạn Bình Phạm, cảm ơn bạn Bình Phạm. Bạn Đạt rất là tuyệt vời. Bạn Hiền ở Bến Tre rất là bạn Vòng Hồng Tiền, điều này rất là tuyệt vời. Ok cảm ơn bạn Hồng Tiền, bạn rất là năng nổ. Ok cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình rất thích cái comment của bạn, cái sự chia sẻ của các bạn. Ok chưa? Bạn Phan Thảo rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy thì mình nói với các bạn cái cách số 2 này á, là dòng tiền trong xã hội nó vô cùng nhiều. Bạn nhớ đó, mà mình nói các bạn phải gì ạ? Bạn phải tập trung vào cái cách số 2 này. Bạn phải tập trung vào cách số 2 này, cái cách số 2 bởi vì sao? Nhất là cái giới văn phòng. Mình nói bạn nhất là cái giới văn phòng. Cái giới mà hàng ngày họ đi làm văn phòng á, thì họ ra họ đi làm. Khi mà họ ra họ đi làm á, các bạn nhớ, họ đi làm khoảng 2 năm, 3 năm, 4 năm thì họ luôn gì à? Họ luôn tích lũy được một khoản tiền 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu gì đó. Họ đi ra kinh doanh thì họ không dám ra kinh doanh, do đâu thì vì họ không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà họ rất muốn gì? Họ vô cùng muốn gì? Họ vô cùng muốn cái đồng tiền mình đó nó sinh lợi hơn. Họ muốn tham gia việc A, họ muốn tham gia việc B, họ muốn tham gia việc C, nhưng mà họ lại không dám làm cái gì hết á. Thì bạn như thế nào ạ? Bạn đi thuyết phục họ, bạn chứng minh họ cái điều này nó là tuyệt vời, thì tự nhiên họ lấy tiền đó họ đưa cho bạn. Các bạn nói chung ra điều này chưa ạ? Và thế là bạn có cái gì ạ? Bạn có tiền để bạn quay vào kinh doanh. Tuy nhiên ở đây mình luôn nói, chúng ta đã kinh doanh thì chúng ta phải là tử tế, chứ không phải là chúng ta đi huy động tiền của người ta rồi chúng ta làm mất tiền. Cái đó là không có tử tế. Không tử tế thì nó không có được, nó làm cho bạn mất. Ơi tính đi. Ở đây mình đang nói là kinh doanh rất là tử tế. Kể cả gì ạ? Kể cả hiện tại bạn đang có vốn, bạn đang kinh doanh rất là ngọt, thì mình cũng mong muốn bạn hãy thử cái cách này. Bởi vì sao? Nó giúp cho cái con người của bạn nó lớn lên. Nó giúp cho cái con người của bạn mỗi ngày mình luyện đi. Giống như là chúng ta đi bán hàng, thay vì chúng ta xách món hàng chúng ta đi bán, thì chúng ta thử gì? Thử đi huy động vốn thử. Ok chưa? Chúng ta thử huy động vốn thử. Huy động vốn từ những người lạ thử để gì? Nó làm cho con người chúng ta nó giỏi hơn thôi, không có gì ngại hết. Bạn cứ làm thử đi. Đừng cứ ngồi suy nghĩ gì hết. Và nếu mà bạn không đang dám làm, bạn đang sợ thì nó cũng đang nói một cái điều gì, nó cũng đang nói một cái điều gì, nó đang nói lên cái con người của bạn nó như thế nào. Bạn đang nhút nhát, bạn đang sợ sệt thì bạn luyện cái kỹ năng đó. Các bạn nhận ra điều này nữa chưa? Nên là kể cả đang có vốn cũng hãy thử cái cách này. Tuy nhiên kinh doanh phải là tử tế, không phải lấy tiền của người ta về làm tầm bậy. Cái chuyện đó mình không có nói ở đây những người suy nghĩ tiêu cực mơ làm như vậy. Mình chỉ nói rằng là chúng ta dùng đồng tiền người ta thì chúng ta phải tạo ra ích lợi, chứ không phải là đi dùng đồng tiền của người khác rồi chúng ta đi làm cái tầm bậy. Cái đó là hỏng được. Ok chưa? Vậy thì cái cách này là một cái cách cực kỳ hay. Mà mình khuyên các bạn nên làm cái cách này, mà không phải làm bây giờ, mai làm, mốt làm, kể cả doanh nghiệp bạn đang có lãi bạn cũng làm. Ok chưa? Để người ta đồng ý đưa tiền cho bạn rồi bạn không dùng thì bạn nói ok cảm ơn thôi, mình không dùng. Các bạn có hình dùng chưa? Chứ không có phải là mình huy động về là mình phải dùng đâu. Không cần. Mình muốn luyện con người của mình mà luyện cách tốt nhất là phải hành động vào cái việc thực tế. Mình thuyết phục ai đó đưa tiền cho mình thật thì như vậy con người mà nó mới lớn lên được. Các bạn nào muốn có cái cách huy động vốn thì
các bạn tham gia vào chương trình của mình, mình sẽ chia sẻ cho bạn cái bài huy động đạo vốn, nó hay vô cùng. Hôm nay cái mô tiếp này là đang chia sẻ bạn những cái cách thôi, còn cái bài nào đó huy động vốn thì mình sẽ chia sẻ sau. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và các bạn nào thấy cái chia sẻ mình nó là hữu ích thì các bạn comment vô, các bạn nói là cái chia sẻ này nó rất là hữu ích. Còn các bạn nào không thích cái cách chia sẻ này thì các bạn cũng comment vô, các bạn nói là cái cách chia sẻ này không tốt. Mình luôn luôn đón nhận, ok chưa? Bởi vì thế giới như vậy nó mới hay. Có người thích mình, có người không ok có mình, có người chê mình, thì tự nhiên thế giới này nó mới là thế giới tuyệt vời. Các bạn hiểu chưa? Rồi, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ tới cách số mấy rồi. Các bạn ghi vô, mình đã chia sẻ tới cách số máy rồi, các bạn ghi vô. Các bạn nốt rất là rõ ràng, cách 1 là gì, cách 2 là gì, ok chưa? Bây giờ mình chia sẻ bạn cái cách số 3, ok chưa? Cách số 3, ok, cách số 3 là cái cách cái gì? Huy động vốn từ nhà cung cấp, ok chưa? Từ nhà cung cấp hàng cho mình đó, các bạn hình dung chưa? Huy động vốn từ nhà cung cấp hàng cho mình, ghi vô, ok chưa? Huy động vốn từ nhà cung cấp hàng cho mình. Và cái cách này cũng là một cái cách mà mình mong muốn các bạn hãy làm. Cái cách hồi nãy, cái cách số 1 mình chia sẻ nhưng mà mình cũng lưu ý cho các bạn rồi. Cái cách số 2 mình chia sẻ và mình cũng khuyến khích các bạn làm cách cái nào. Và bây giờ là cách số 3. Ok chưa? Cái cách số 3 và cái cách này mình cũng khuyến khích các bạn làm. Đó là huy động vốn từ nhà cung cấp hàng cho mình. Nghĩa là sao ạ? Em vẫn còn đang lo sợ, càng sợ thì càng phải làm. Đúng rồi, bạn nói rất là đúng. Hồ Trọng Hoàng, thầy chia sẻ tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Kinh doanh là phải tử tế, phải làm cho mình lớn lên. Rất là tuyệt vời, bạn anh vì bạn học rất là nghiêm túc. Huy động vốn từ nhà cung cấp. Đúng rồi, bạn Minh Nguyệt, huy động vốn từ nhà cung cấp. Đúng rồi, bạn Sơn Trọng Minh. Ok chưa? Ba là huy động vốn từ nhà cung cấp. Đúng rồi, bạn Lâm. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn nào chưa chia sẻ đoạn livestream này thì bạn nhớ bấm vào nút chia sẻ. Mỗi người chúng ta góp ý một chút, góp một chút xíu thì cái đoạn chia sẻ chúng ta nó mới lên nhiều nha các bạn. Bạn ơi, ok chưa? Huy động vốn từ nhà cung cấp, tức là từ nhà cung cấp hàng cho mình. Các bạn hình dung chưa? Cái chuyện này nghe nói nó rất là mắc cười, nó trò hề, đúng không? Đúng không? Lấy hàng không cần vốn. Ok chưa? Mình không có nói là chuyện lấy hàng không cần vốn. Ok chưa? Huy động vốn, cái này nó rất là trò cười, nhưng đây là một cách và tất cả những người thành công họ đều biết cái cách này, họ đều làm được cái cách này. Các bạn hình dung chưa? Đây là một trong những cách mà mình gọi là cái cách này được gọi là cái cách rất là thông minh. Các bạn nghe vô, cái cách này là một trong những cách rất là tuyệt vời. Các bạn có hình dung không? Ok, đừng hỏi các bạn có hình dung không nữa anh ơi. Ok, mình hỏi mà bạn không đồng ý thì thôi chứ. Còn mình hỏi thì việc là mình cứ hỏi, còn bạn không đồng ý thì thôi, bạn đừng có ghét. Còn cái việc là mình phải hỏi. Ok, bạn không thích thì biết sao giờ? Cái đó là cái thói quen của mình mà. Các bạn hình dung ra điều này chưa rồi? Và nó như thế nào? Đây là một cách rất là thông minh bởi vì nó giúp cho bạn thể hiện cái tài năng. Cái tài năng mà làm cho nhà cung cấp, nó chịu đưa tiền vốn cho mình, nó chịu hỗ trợ mình. Bạn hình dung cái chỗ này không? Nó làm cho bạn gì vậy? Các bạn chung, nó làm cho bạn nghĩ rất là nhiều cách. Để làm sao người ta, nó như thế nào ? Người ta phải đưa tiền cho mình trước, hoặc là người ta đưa hàng cho mình trước, mà người ta gì vậy? Người ta lấy tiền sau. Vậy thì để làm được việc này nó không đơn giản, nó đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn với nhà cung cấp, nó đòi hỏi bạn phải làm cho nhà cung cấp yêu quý bạn, nó đòi hỏi cái niềm tin với bạn, với nhà cung cấp nó phải nâng lên một cái tầng cao mới. Và các bạn thấy không ? Và nó đòi hỏi cái gì ? Cái nhà, ok chưa? Bạn đòi hỏi gì? Bạn đòi hỏi cái nhà cung cấp đó nó tin bạn, thì đòi hỏi bạn phải luyện. Các bạn hình dung ra điều này, bạn phải luyện một cái khả năng tạo lòng tin cho người khác rất là tuyệt vời đó. Cái cách này nó làm cho bạn lớn lên rất là nhiều, để họ mới dám gì ? Họ mới dám đưa hàng cho bạn về bán.
cái bạn dùng ra gì đó, họ mới dám đưa hàng cho bạn về bán rồi bạn trả tiền sau. Đó. Hoặc là bạn chỉ cần đưa ra một ít thôi, và họ hầu như là họ cho công nợ bạn rất là nhiều, rồi bạn từ từ bạn bán, bạn trả tiền sau. Cái này nó làm cho bạn dễ dàng trong cái việc kinh doanh. Nói thế nào cho bạn tin thì bạn hãy đi tìm cách. Ở đây là đang chia sẻ cái tư duy trước đã, cái phương pháp đã. Bạn lương liên biết mà. Bạn ơi dùng chưa? Còn cái cách nào how to là chúng ta hãy tư duy sau, và người chủ chúng ta hãy tư duy. Thường thường thì mình không có chỉ rõ ràng cho các bạn tại sao nó như vậy. Các bạn nào lên đọc cái bài viết hồi sáng, mình đã nói về cái ý này rồi. Cái gì cũng dọn sẵn cho bạn là làm cho bạn triệt tiêu đi mất cái năng lực đó. Các bạn hình ra chỗ này. Nếu mà cái gì cũng chỉ hết cho bạn thì bạn không phải là còn là người làm chủ nữa. Bởi vì sao? Bạn không có chịu suy nghĩ. Mình gợi ý cho bạn mà bạn còn không chịu suy nghĩ. Người làm kinh doanh là phải luôn suy nghĩ cách, phải luôn suy nghĩ cách. Thấy ai làm cái gì đó thì mình phải tự hỏi rằng là vì sao họ làm, và mình suy nghĩ cái cách ra. Trước đầu tiên là mình phải hiểu về cái idea đó đã, rồi bước thứ hai là mình mới tìm cách làm sao mình thực hiện được cái idea đó. Đó mới là cái người làm kinh doanh. Còn cái gì cũng chỉ hết thì bạn không phải là người làm kinh doanh. Bạn chỉ suốt đời bạn đi làm công thôi. Bạn có dùng chưa? Những người làm công họ không có nghĩ ra được những cái cách này. Nên được chừng cuối cùng họ phải chui vào công ty họ làm, họ lãng lương. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là mình gợi ý trước. Nhờ học lớp bác cam mà em mới ngộ ra bài này đó thầy. Rất là tuyệt vời. Bạn tuyền em còn trẻ và em rất là tuyệt vời. Nó là bước đầu tiên mình chia sẻ cho bạn cái idea, cái tư duy đã. Rồi bằng cách nào chúng ta lại suy nghĩ tiếp. Cách nào suy nghĩ tiếp. Ok chưa? Vậy thì chúng ta huy động vốn từ nhà cung cấp, nghĩa là chúng ta lấy sản phẩm trước rồi chúng ta trả tiền sau. Các bạn nên nhớ là cái tiền mà lấy sản phẩm nhiều lắm đó, các bạn chưa nói mà chúng ta biết cách là chúng ta xoay cái đồng vốn đó. Và trong kinh doanh đó, những người làm kinh doanh nhiều người họ làm theo cách này lắm đó, các bạn những cái người nước ngoài họ vào nước chúng ta họ làm theo cách này nhiều lắm đó. Các bạn hiểu chưa? Tức là họ gối đầu á, các bạn thấy chưa? Họ lấy nguyên liệu vật tư rồi họ gối đầu á, cái đó là lấy tiền từ nhà cung cấp của mình á để đi ra làm kinh doanh á. Các bạn không tin, các bạn đi ra ngoài chợ An Đông xem mấy cái bà mà bà bán ngoài chợ An Đông á, là bạn ra bạn bỏ hàng là cứ gối đầu ít nhất là một tour hoặc là gối đầu 30 ngày. Các bạn thấy chưa? Tất cả những cái người đó họ khôn ngoan lắm cá bạn ơi. Luôn huy động vốn từ nhà cung cấp. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thực sự nói cái cách này nó khó. Mình không có nói là cái cách này nó dễ. Các bạn nói ghi vô cái cách này nó khó. Tuy nhiên cái gì nó khó thì nó mới phát huy được cái tài đàm phán của mình, nó mới phát huy được cái tài thuyết phục của mình, nó mới phát huy được vậy là bạn Hiền nói là cách này làm rồi mà bị tính theo lãi suất ngân hàng thì bạn phải thuyết phục tiếp. Ok chưa? Bạn phải thuyết phục làm sao để họ như thế nào họ không tính lãi suất cho mình luôn. Tức là bạn đã đi được một bước rồi, là họ chấp nhận. Họ đã chấp nhận cho bạn công nợ. Ok chưa? Tuy nhiên bạn cần phải thuyết phục thêm một bước nữa. Bạn Hiền hình dung không? Bạn phải thuyết phục thêm một bước nữa là như thế nào Hello from Romania. Ok. Hello I from Vietnam. Ok chưa? Bạn Gary Bear, bạn nói là bạn đang ở từ Romania. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Không biết bạn có hiểu tiếng Việt hay không vậy? Ok chưa? Vậy thì mình nói là cái cách này là cái cách nó rất là khó. Tuy nhiên nó giúp cho các bạn nâng cái level đàm phán của mình lên. Nó giúp cho bạn nâng cái level gì cho nó dễ hơn. Càng khó đúng rồi. Nó giúp cho bạn gì
biết cách tạo lòng tin khách hàng, và cái cách này chỉ dành cho những người đam mê đeo đuổi. Họ công nợ cho em 1 năm luôn thôi thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ bạn hiền hình dung không, bạn họ công nợ cho một năm nghĩa là bạn đã có tài thuyết phục rất là tuyệt vời rồi. Bạn cần phải thuyết phục tới level 2 nữa là như thế nào ? Không theo lãi suất luôn. Mình phải huấn luyện mình từng bước một chứ. Mình phải huấn luyện mình từng bước một chứ. Các bạn hiện ra hình dung ra, tức là chúng ta phải huấn luyện, chúng ta phải nâng level chúng ta lên từng bước một. Bạn đã làm cái bước là cho người ta cái màu tốt, nhưng bây giờ bạn phải thuyết phục hơn nữa. Vậy thì các bạn thấy cái cách số 3 này tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn cảm nhận bạn học được bài học nào từ cách số 3 này thì bạn comment xuống, bạn nói là bạn học được rất là nhiều bài học từ những cái chia sẻ hồi nãy giờ của mình. Em không huy động vốn bên nhà cung cấp, cứ gửi hàng em mà không thấy họ nói tiền thì em cũng không biết tại sao. Bởi vì họ tin bạn thôi, nghĩa là cái cách nói chuyện của bạn, cái cách làm ăn của bạn, và họ rất là tin bạn. Bạn hình dung chưa, nên là họ gửi hàng cho bạn. Vậy là nghĩa là cái niềm tin của bạn đối với nhà cung cấp rất là tuyệt vời. Và thực sự nếu mà bạn kinh doanh như vậy được thì bạn là người tuyệt vời. Bạn Hà Vũ, bạn hình dung ra điều này cho. Nếu mà bạn thực sự mà bạn đã làm được như vậy và người ta tin bạn như vậy thì bạn là người rất là tuyệt vời, và bạn là người rất là xứng đáng ra làm kinh doanh. Bạn học được gì điều này thì các bạn comment xuống là các bạn nói là các bạn học được gì từ điều này. Chào bạn Hồng Dung, rất là vui hôm nay bạn xem cái live stream này. Vâng. Và hồi nãy giờ mình đã chia sẻ tới cách số 3 rồi và các bạn học được nhiều điều không ? Nếu các bạn học được nhiều điều thì các bạn nói là hồi nãy giờ học được rất là nhiều điều hay. Các bạn comment xuống và các bạn họ nói là học được nhiều điều hay. Và bạn nào chưa chia sẻ cái đoạn livestream này thì các bạn nhớ là các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này. Các bạn nào chưa comment xuống mình đang ở đâu và mình đang kinh doanh ca gì thì các bạn cũng không có ấy, các bạn cũng không có được. Các bạn phải comment xuống. Chào bạn Hồng Dung rất là nhiều. Bạn phải comment xuống là bạn giới thiệu là bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì, bạn có cần kiếm đại lý không, bạn có cần kiếm khách hàng không. Hồi nãy giờ tất cả mọi người đều làm như vậy nha bạn Hồng Dung. Và nếu mà mọi người muốn làm đại lý bạn thì mọi người phải liên hệ bạn như thế nào, bạn hướng dẫn hết trên cái comment của mình. Tất cả những người vào xem livestream này đều phải làm nó như vậy. Thứ nhất là giới thiệu mình tên là gì, mình kinh doanh lên bên lĩnh vực vật gì, mình có cần tìm đại lý hay không, mình có cần tìm khách hàng hay không, và làm sao mọi người comment dơ bạn. Ok chưa? Chúng ta hãy chia sẻ trên cái comment này, bởi chúng ta cùng nhau giúp nhau kinh doanh. Vâng, vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn tới cách số 2 rồi, cách số 3. Và bây giờ mình chia sẻ bạn tiếp cái cách số 4. Các bạn ghi vô cách số 4. Cách số 4 là chúng ta huy động từ thẻ tín dụng. Cái cách này các bạn nghe nó lạ lạ đúng không? Bạn nào đã từng dùng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng rồi thì thực sự là các bạn thấy nó không lạ. Tuy nhiên bạn nào mà lần đầu tiên hồi giờ các bạn chưa dùng cái dạng này thì các bạn nghe nó lạ quá. Ok chưa? Thì nếu mà hôm nay nó lạ thì lần đầu tiên các bạn nghe cái khái niệm này nó giúp cho các bạn học. Cách 1 và cách 3 làm hết rồi thầy, cách 2 chưa làm. Ok, vậy thì bây giờ bạn thử cách 2 thôi. Bây giờ cái cách số 4. Ok, cách số 4 là chúng ta huy động từ gì ? Từ thẻ tín dụng. Ok, dĩ nhiên là cái này là gọi là từ thẻ tín dụng của nhà băng đó. Ok chưa? Bạn nào có một số bạn thì biết huy động từ thẻ tín dụng. Đúng rồi em, huy động từ thẻ tín dụng. Ok chưa? Thì cái cách này thì có một số bạn biết lãi ghê lắm thầy. Ok chưa? Từ từ, mình chưa sẽ hết mà, bạn chưa hết mà lãi ghê gì đâu. Đó, vậy là các bạn vẫn chưa hiểu rồi. Vậy thì các bạn thấy là chúng ta có hai loại thẻ tín dụng, một loại thẻ tín dụng là trả trước và một loại thẻ tín dụng là trả sau. Thì cách này chúng ta làm từ thẻ tín dụng trả sau. Bạn hình dung chưa? Thẻ tín dụng trả sau. Thẻ tín dụng trả trước á thì chúng ta có tiền thì chúng ta mới gì mới rút được. Còn cái thẻ tín dụng trả sau á thì chúng ta được quyền rút thấu chi, nghĩa là chúng ta rút âm luôn, và tùy theo của mỗi người mà họ cho chúng ta rút được bao nhiêu. Có người á thì tùy theo uy tín và tùy theo tài khoản ngân hàng của từng người thôi mà chúng ta như thế nào mà chúng ta có thể là rút được nhiều 2x. Bạn hình dung chưa? Có thể là chúng ta rút được 10 triệu, nhưng mà có thể thì sẽ rút được 30 triệu, nhưng mà có thể là người ta rút được cả 100 triệu, tùy theo cái uy tín của bạn, tùy.
bạn hình ra chỗ này cho tôi à, tức là rút âm trước rồi chúng ta mới trả lại sau, bạn hình vô nhau chưa? Vậy thì khi nào chúng ta làm cái cách này, khi nào chúng ta làm cái cách này, mình nói là mình nói cái cách trước rồi mình mới lưu ý cho các bạn sau, bạn hình vô chưa? Đó là các bạn phải khi nào chúng ta làm cái cách này, ok chưa? Cái cách mà huy động vốn từ thẻ tín dụng á là đúng rồi, từ credit các bạn, từ credit chứ không phải từ debit. Debit thì phải có tiền mới rút được, nên là debit là chúng ta không bàn, chắc chắn là chúng ta từ credit, ok chưa? Vậy thì huy động tiền từ thẻ tín dụng là bằng cái cách cái nào, là từ credit rồi. Vậy thì cái cách này á, chúng ta không được dùng vốn dài hạn, mình đã lưu ý rồi, không được dùng dài hạn, dùng vay dài hạn là bạn sẽ chết tức khắc ngay, tại vì lãi suất nó rất là cao. Bạn hiểu chưa? Chúng ta không được dùng dài hạn, mình đã nói rồi, không được dùng dài hạn, các bạn ghi vô, không được dùng vay từ thẻ tín dụng bằng dài hạn. Bạn vay dài hạn là bạn tiêu liền, vay dài hạn thì y chang giống như các bạn đi vay nóng, trả lại nóng á, các bạn hình dung ra quay vay ngoài chợ đen á, trả vải nóng á, thì chúng nó như vay nóng á, không được, không có được. Lưu ý, phải nói là lưu ý cái chỗ này. Vậy thì tùy theo uy tín của bạn đối với thẻ tín dụng mà có nơi cho bạn 30 ngày, có cho nơi bạn 45 ngày, thậm chí bạn có thể đàm phán với ngân hàng sâu hơn được, 60 ngày được. À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, và cái cách này chỉ dùng gì ạ? Dùng vốn lưu động à, trong 1 đến 2 đơn hàng thôi. Đúng là từ 40 đến 60 ngày, đúng. Mình đã nói rồi mà, chúng ta dùng vốn huy động, ok chưa? Trong gì giờ? Đúng rồi, trong 45 ngày không lãi suất. Chính xác các bạn, thì tùy theo chúng ta đàm phán với ngân hàng và cái mức độ uy tín của chúng ta. Tóm lại trong thời gian này chúng ta không có lãi à, chúng ta không phải trả lãi. Thì chúng ta lưu ý không được vay hạn, đúng rồi. Chúng ta chỉ dùng cái cách này khi chúng ta đang có đơn hàng rồi, mọi thứ đang làm rồi mà chúng ta thiếu tiền gì? Thiếu tiền xoay sở, bạn hình dung chưa? Chúng ta thiếu tiền xoay sở, còn các bạn nào vay dài hạn là không được. Này nó y chang vay nóng rồi, không được à, chỉ vay khi mà chúng ta có đơn hàng rồi, các bạn hiểu chưa? À, và chắc chắn rằng dòng tiền chúng ta mọi thứ ok rồi, chúng ta chỉ thiếu đơn hàng lấy một số thứ thôi, thì chúng ta dùng cái cách này để chúng ta lấy, để chúng ta giao hàng và chúng ta quay lại cái đồng vốn đi. Bạn hình dung ra điều này chưa? Đó, nó là các bạn cần như vậy á, gọi là cái này gọi là vay bắt cầu á, mà vay bắt cầu mà, ok chưa? Chúng ta chỉ vay để nó làm cho chúng ta một cái cầu nối để chúng ta xoay sở đồng tiền trong vòng vài chục ngày thôi. Và trong kinh doanh thì luôn luôn bị cái tình huống này. Ví dụ nè, mình ví dụ nè, các bạn có sẵn sàng để mình ví dụ không? Mở hai thẻ, lấy thẻ này trả cho thẻ kia thì không bị âm, đúng rồi. Bạn Nguyễn Chí Công nói đúng, nó có rất là nhiều cách. Hoặc là bây giờ mình nói này nè, em đã hiểu rất là tuyệt vời, ok chưa? Các bạn phải năng động cái chỗ này thôi. Hoặc là các bạn có hai cái thẻ, các bạn hình dung ra điều này, các bạn có hai thẻ và bạn thấu chi một thẻ, ok chưa? Còn cái thẻ kia là chúng ta trả rồi chưa đủ hàng, cái chúng ta trả qua trả lại, các bạn hiểu chưa? Tức là nó có rất là nhiều cách. Tóm lại các bạn phải hiểu ra và các bạn làm. Đó. À, các bạn hiểu ra, các bạn làm. Bây giờ mình ví dụ này. À, mình bài toán dòng tiền hả thầy? Đúng rồi, bạn Hồng Dung nhưng rồi. Bây giờ mình ví dụ nè, ví dụ từ đây tới Tết các bạn thấy chưa? Còn có khoảng 3 tuần hơn nữa thôi mà các bạn đang cần tiền để các bạn lấy hàng Tết. Ví dụ như là vừa rồi các bạn đi bán hoa đó, các bạn thấy có một số bạn bi đang đi bán hoa và đang rất là cần tiền, thì mình lấy từ đó để mình đi lấy hoa, mình trữ hoa Tết. Chứ bây giờ trong túi mình không có tiền thì mình lấy tiền đó để mình trữ hoa Tết, để tới Tết mình bán hết, chứ mình trả lại, mình đâu có phải bị vốn, mình đâu có phải bị vay đồ về đâu. Các bạn hình dung chưa? Đó, nên là nó có cái cách để chúng ta có được cái dòng tiền đó để chúng ta làm. Đôi khi các bạn biết, đôi khi cái đơn hàng có rồi, chúng ta chỉ thiếu chừng 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu mà chúng ta không làm được. Nhưng mà các bạn biết, chúng ta có được 10 triệu, chúng ta đi lấy hoa về, rồi chúng ta bán, rồi chúng ta đảo, chúng ta bán, rồi chúng ta đảo, các bạn thấy tuyệt vời mà. Và đúng gần đúng hạn chúng ta đem vào ngân hàng chung, chúng ta trả
à, rồi xây dựng cái này cá kia. Đúng đúng rồi, bạn Hiền hiểu ấy chưa? Chúng ta mở hai cái thẻ rồi chúng ta xoay vòng liên tục, lấy cái này trả cho kia để chúng ta có dòng vốn chúng ta lưu động á. Bạn Hiền à, nhưng thế nào thì làm được thẻ này? Cái này bạn đi vào bạn hỏi ngân hàng, ok chưa? Mình không phải là ngân hàng, mình chỉ cho các bạn thôi. Bạn Quốc Bảo, bạn muốn thì bạn tới bạn hỏi ngân hàng cho nó rõ ràng, ok chưa? À, bạn phải hỏi đúng chỗ, ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn đầy đủ. Dĩ nhiên mình cũng nói cho bạn được, nhưng mà chúng ta cần tập trung vào cái chủ đề khác. Mình chỉ gợi ý cho bạn hiểu, rồi bạn muốn thì bạn tới bạn hỏi thẳng ngân hàng bạn Quốc Bảo ha. Rồi ok, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Và các bạn thấy cái này thú vị mà rất là thú vị, rất là ok. À, các bạn chia sẻ đi. Vậy thì vừa rồi tới cái cách số 4 rồi, bạn có học được cái gì mà à, nếu mà bạn học được rằng là à, biết cách 4 này bày mình với cái cách 4 này thì có gì đâu, nó chỉ như vậy thôi chứ có gì đâu mà phải bày. Bạn hơi đạn nó chỉ như vậy, giống như cái cách mà nói á, tới ngân hàng mở thẻ và ngân hàng nó có cho bạn mở thẻ không là bạn phải chứng minh với ngân hàng bạn có đủ uy tín không à, thì ngân hàng mới cho bạn mở cái thẻ này, ok chưa? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta tiến tới cái cách số mấy các bạn ơi, cái cách số 5. Ok giờ chúng cái cách số 5 là chúng ta vay từ hợp đồng kinh tế của mình. Vì cái này thì bạn phải có cái hợp đồng kinh tế, ok chưa? Và bạn mang đến ngân hàng bạn vay, hoặc bạn dùng cái hợp đồng kinh tế này bạn vay với người thân của mình, những người chung quanh của mình. À, ok. Vậy thì chúng ta vay từ cái hợp đồng kinh tế của mình. À, vay cái hợp đồng kinh tế là nó như thế nào ạ? Khi bạn có gì ạ? Bạn có một cái hợp đồng kinh tế, ví dụ như là bạn có hợp đồng kinh tế bạn bán 300 cái bộ bàn ghế. À, cái hợp đồng kinh tế rất là rõ ràng rồi. Và bên kia đã giao cọc cho bạn là 30% rồi. Bạn hình dung chưa? Bạn hình dung ra chỗ này chưa? Rồi. Hình dung ví dụ là các bạn có cái hợp đồng kinh tế là 300 bộ bàn ghế và mỗi bộ bàn ghế này là 1 triệu, tức là tổng cái hợp đồng này là 300 triệu. À, bên kia giao cho bạn là 30% rồi, nghĩa là họ giao cho bạn là 60 triệu rồi. À, vậy thì bạn cần cái dòng vốn lưu động để xoay, để lấy hàng về để làm cho họ. À, bạn cần khoảng 100 triệu đến 200 triệu gì đó. À, cần cái này thì các bạn nó như thế nào ạ? À? À, các bạn nó như thế nào ạ? À? Các bạn cầm cái hợp đồng này bạn ra ngân hàng bạn vay. À, thì ngân hàng sẽ cho bạn cái cách này, hoặc là bạn cầm cái hợp đồng này, ok chưa, bạn gặp những người thân của mình bạn mượn. À, tức là trên cái cơ sở hợp đồng kinh tế này bạn mượn. Dĩ nhiên mình luôn nói nhắc lại rằng làm ăn là phải tử tế, chứ không phải là chúng ta dùng để chúng ta đi lấy tiền của người khác. Cái này thì chúng ta sẽ không nói ở đây. À, chúng ta hoàn toàn không có nói cái vấn đề đó ở đây. À, bạn hiểu chưa? Nghĩa là chúng ta dùng cái gì ạ? Chúng ta dùng cái hợp đồng kinh tế này. À, chúng ta đi vay người thân của mình. À, hoặc là chúng ta mình biết cái người bạn của mình, bạn nào biết người bạn của mình họ đang có tiền ở trong ngân hàng, và bạn nói với họ rằng là mình cần cái khoản tiền đó, và bạn cho họ, họ cho bạn mượn cái khoản tiền này, và có thể chúng ta cùng nhau chia trên cái lãi. Và cái cách này mình đã bày một số bạn rồi, và các bạn đã làm được cái cách này và các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Có bạn có hợp đồng rồi nhưng mà thiếu hàng, thiếu tiền. À, thì mình nói là trình bày cái việc này nó như là một cái dự án á, cho những người có tiền để họ hiểu rõ và họ đưa cái gì ạ? Họ đưa tiền này, và mình cũng đã từng làm cái cách này rồi. Hồi kia các bạn kêu là bạn có cái hợp đồng bút, các bạn biết cái bút gỗ không? Cái bút gỗ khác tên á. Và hồi kia bạn cũng mới ra thử nghiệm một thời gian thôi và bạn không có cái dòng vốn lưu động nhiều. À, và bạn có cái hợp đồng là 500 cái cây viết gỗ đó, nhưng mà bạn không có tiền để lấy viết. À, 500 cái cây viết gỗ đó, hồi đó vốn của một cái cây viết á, vốn của một bộ viết á là nó khoảng 100 mấy, rồi cộng với tiền gia công cắt rồi đó là nó lên tới cả gần 150. Cái thời đó nó lên gần 150 một cây, và bạn bán ra cái giá là 280.000 một cây.
À, thì cái dòng tiền mà lưu động cho bạn mà bạn càng có là mỗi cái viết là 150 và bạn cần phải 500 bộ vậy đó, và bạn không có tiền, thì hồi đó mình cũng hùng chung với bạn và mình chia lãi ở trên đó, và mình nói rất là rõ ràng, mà nói là mỗi cái viết á là mình lấy lãi 30.000 nếu mà bạn chịu, và trong cái thời gian nó khoảng có 10 ngày rồi các bạn là nó xong, và bạn đó chịu, à, bạn hình dung chưa, và thế là mình làm, và lúc đó là mỗi cái viết mình lãi 30.000 là mình làm cái vụ đó thôi các bạn thấy. Mà rất là nhiều người họ làm cái việc này, và các bạn thấy cái điều này có hữu ích đúng không ạ, có hữu ích đúng không ạ, rất là hữu ích à, các bạn thấy là cái điều này rất là hữu ích. Và trong kinh doanh là chúng ta hiểu, chúng ta phải năng động để chúng ta này. Vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ đến các số máy rồi các bạn ơi. À, các bạn nào đã tới cái cách số máy rồi, sau nãy giờ các bạn không tương tác nữa, các bạn phải tương tác vô, các bạn thấy là bạn học được cái gì, và bạn nào mới vào sau thì các bạn nên chia sẻ cái livestream này ra, các bạn phải tương tác, các bạn phải tương tác để mình mới có năng lượng để mình chia sẻ bạn nhiều. Bạn nào mới vào sau chưa chia sẻ livestream nào thì các bạn chia sẻ cái livestream này ra, và chúng ta phải đảm bảo rằng là chúng ta học đến cách thứ 9. Dĩ nhiên nó có nhiều cách nữa mà hôm nay mình gợi ý cho bạn tới cách số 9. Ok chưa? Vậy là vừa rồi chúng ta đã tới cách số 5 rồi. Cái cách số 6. Ok chưa? Bây giờ là cách số 6. Cách số 6 là chúng ta huy động tiền vốn từ nhân viên. Ok chưa ạ? Từ tiền lương của nhân viên, chúng ta huy động vốn từ tiền lương của nhân viên, ghi vô, huy động vốn từ tiền lương của nhân viên. Cái cách này thì dành cho những người đã có nhân viên rồi, à, và các bạn đang có nhiều nhân viên, thì đây là cái cách để chúng ta huy động vốn từ tiền lương của nhân viên. Các bạn ghi vô cách số mấy nhỉ? Cách số 6 là chúng ta huy động vốn từ tiền lương của nhân viên. À, cái cách này các bạn nghe có lạ không ạ? Nếu các bạn nào nghe lạ thì các bạn em chia sẻ rồi, ok. Các bạn nào nghe lạ thì các bạn ghi vô, ồ cái cách này nó lạ quá. À, các bạn ghi vô. Cái cách mà huy động vốn từ tiền lương của nhân viên thì các bạn có nghe nó ở đâu chưa? À, quá ok thầy ơi, ok bạn Kiên Giang rất là tuyệt vời. Thầy chia sẻ sơ sơ quá, vâng. À, dĩ nhiên rồi bạn Trang ơi. Trả 10 ngày tay gì đó, ok. Cái cách huy động vốn từ tiền lương của nhân viên, hồi giờ bạn có nghe chưa, tội nhân viên quá. Không phải, trời ơi, các bạn sơn gì tội, mình có làm gì đâu mà tội. Bạn suy nghĩ là nghĩa là trong đầu bạn đang suy nghĩ tiêu cực rồi. Không phải, tại sao lại suy nghĩ tiêu cực nhỉ? À, bạn chưa nghe rõ mà tại sao bạn nói là tội, tại sao là tội? Chúng ta góp phần cho nhân viên, họ có thêm thu nhập mà sao tội? À, nếu mà bạn nghe lạ quá thì bạn nói là lạ quá. À, nếu mà cái này bạn nói là lần đầu tiên nghe thì bạn nói là lần đầu tiên nghe. Hình dung chưa? À, chúng ta huy động vốn từ tiền lương của nhân viên. Bây giờ mình ví dụ. À, ví dụ như là nhân viên đó bạn trả cho họ một tháng 15 triệu. Đặc biệt là những cái bạn mà họ làm bên sale và họ hưởng theo doanh số, à, bạn hình dung chưa, thì hàng tháng có thể là họ chạy doanh số rất là tốt, huy động vốn từ khoản tiết kiệm sau khi trừ đi chi tiêu, à, ok chưa, tạo ra nguồn thu lợi cả hai bên lương nhân viên thì giữ lại nó vẫn có lãi mà, ok chưa. Em thấy lạ quá thầy ơi. Ok, thấy lạ thì bạn ghi lạ chứ sao, bạn không có được nói là tội nhân viên, làm sao mà tội, cái này bạn chưa hiểu ý như thế nào, làm sao bạn nói tội. À, vậy thì bây giờ mình lại nói nó như vậy nè, đúng rồi, lần đầu tiên nghe thì bạn nói là lần đầu tiên nghe, rất là tuyệt vời. Vậy thì nói như vậy nè, ví dụ như lương của các bạn là lương của nhân viên là 15 triệu, ok chưa, ví dụ vậy. Hoặc là những đứa mà nó làm kinh doanh mà nó sale theo doanh số, có tháng nó lãnh nhiều lắm. À, có tháng lạnh rất là nhiều, tại nó tính trên doanh số mà, à, nó chạy doanh số tốt. Em chưa làm tới nhưng quan tâm chỗ nhân viên này nè thầy ơi, ok. Nó làm tốt là thu nhập nó cao lắm á, à, nhưng mà các bạn thấy lương nhân viên nó lạnh về, như dụ tháng đó nó chi tiêu từng 5 triệu, nó 10 triệu nó cũng quăng trong ngân hàng, nó cứ làm dời đâu, mấy đứa nhân viên mà, à, nó cứ quăng trong ngân hàng, nó cứ làm dời đâu. Thì nếu mà bạn cần tiền, bạn như giống cổ phần hóa phải không? À, nếu mà bạn cần tiền, mà nói rồi, nếu mà bạn cần tiền trong kinh doanh, chúng ta đã nói là nhiều lúc chúng ta rất là cần cái tiền, chúng ta rất là cần cái tiền xây dòng vốn,
Bạn như ví dụ như là vừa rồi nè, là chúng ta vừa tới kỳ lương, vừa tất thầy rồi này, chúng ta vừa tới kỳ lương, và nếu mà bạn có 10 nhân viên đi, mỗi đứa 15 triệu là chúng ta phải chi lương tới 150 triệu. Mình vừa ví dụ đi, mới vừa là kỳ rồi là có tiền lương, đúng không? Và nếu mà bạn có nhân viên là 10 đứa, mỗi đứa 150 triệu, thì điều đó có đồng nghĩa nó là gì các bạn không? Điều đó đồng nghĩa nó là gì các bạn không? Là điều đó đồng nghĩa là bạn phải chi ra tiền mặt tới 150 triệu. Tuy nhiên công ty chúng ta lại đang thiếu tiền để lấy hàng về bán cho cái đợt Tết này. Thì chúng ta lại làm việc với nhân viên, chúng ta thỏa thuận với nhân viên, vậy thì tháng này tụi em mỗi đứa lãnh 5 triệu thôi, giữ lại 10 triệu. Hình dung chưa? Giữ lại 10 triệu. Và 10 đứa là chúng ta giữ lại được bao nhiêu? 100 triệu. Chúng ta giữ lại 100 triệu này để chúng ta lấy hàng. Em đang làm sale thầy ơi, công ty em nhân viên tham gia cổ phần. Vậy thì có tới 100 gì ạ? Chúng ta dư ra tiền mặt tới 100 triệu và chúng ta lấy tiền mặt 100 triệu đó chúng ta đi lấy hàng. Bạn hiểu không? Để chúng ta bán cái đợt Tết này. Và sau khi về cái lãi ra và chúng ta cũng chia luôn. Đứa nào mà vừa rồi mà đóng góp vào 10 triệu, tức là chúng ta làm rất là dứt khoát. Giống thầy đang chia sẻ. Đúng rồi, mình đang chia sẻ mà. Bạn Nam hồi nãy giờ mình đang chia sẻ mà. Bạn hình dung ra chỗ này đó là ví dụ chúng ta có một cái tiền là 100 triệu đó, và chúng ta lấy hàng về chúng ta bán, và trong cái cuộc bán đó chúng ta lãi ra, và bắt đầu chúng ta chia cái lãi đó ra. Đứa 10 triệu thì ngoài cái việc mà trả lại lương gốc cho bạn là 10 triệu, thì 10 triệu nó đóng góp được bao nhiêu đó, thì ví dụ là có thể là lãi thêm được 1 triệu, lãi thêm được 2 triệu gì đó. Nghĩa là sau cái đơn hàng này, nhân viên nó không lãnh, không phải là trả lương cho nó lại 10 triệu không, mà chúng ta trả thêm cái lãi nữa, là có thể là thêm 1 triệu, 2 triệu gì đó. Và cái lợi của chúng ta là chúng ta có dòng vốn để chúng ta xoay, thay vì chúng ta phải đi vay ngân hàng để chúng ta làm cho cái đơn hàng này. Và nhân viên họ như thế nào, họ cũng tin tưởng công ty của chúng ta luôn, và họ có đóng góp vào trong cái sự phát triển của công ty chỗ chúng ta, và làm cho nhân viên họ thấy là cái đợt này nó rất là tuyệt vời, theo từng đợt hay lâu dài hay hơn thầy. Trước mắt là từng đợt, nó có lâu dài thì cái dạng cổ phần, cái đó thì từ mà nó sau, nhưng mà cái này là theo từng đợt, theo từng cái đơn hàng một. Ok giờ vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới cái cách số máy rồi các bạn, mình chia sẻ cái cách số máy rồi, các bạn ghi xuống cái cách số máy rồi. Và dạ em chưa nghe hết, giờ em hiểu rồi, làm đợi cho nhân viên vậy thì tốt. Mình đã nói là chúng ta làm hàng tử tế mà bạn, tại vì bạn Sơn Trọng Minh, bạn suy nghĩ không biết là trong đầu bạn đang suy nghĩ cái gì chứ, còn là chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu rồi, tất cả những phương pháp làm ăn này chúng ta phải làm ăn tử tế. Chả ai đi chia sẻ mà đi chia sẻ cái cách tầm bậy hết. Còn người nào dùng tầm bậy thì tự mọi người biết. Chả ai đi mở mà đi chia sẻ tầm bậy. Bạn hình dung chưa? Chúng ta không có đi chia sẻ cái cách tầm bậy. Chúng ta luôn chia sẻ cái cách rất là đàng hoàng. Các bạn comment vô đi. Kinh doanh là phải tử tế. Huy động vốn cũng phải tử tế. Còn ai mà không tử tế, cái chuyện đó họ biết. Và bạn nào mới vào sau thì các bạn chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho nhiều người. Và bạn đảm bảo rằng bạn phải học đến cuối giờ. Chứ bạn đừng cứ ngồi chút xíu rồi các bạn không có học nữa. Các bạn thấy bây giờ là gần 11 giờ rồi mà mình vẫn cứ ngồi mà mình chia sẻ, bạn sai xưa. Bởi vì sao? Mình chia sẻ này thì mình chia sẻ miễn phí mà. Mình đâu có thu học phí, mình đâu có gì đâu. Và mình vẫn cứ chia sẻ cho bạn rất là sai xưa. Ngày nay mình đi cả ngày về và bây giờ mình vẫn chia sẻ bằng say xưa, thì các bạn cũng giúp mình, giúp cho nhiều người biết, mỗi người chúng ta làm một chút xíu nên là mọi thứ nó càng ngày nó càng tuyệt vời ra các bạn ơi. Ok chưa? Kinh doanh chúng ta phải tự tế, huy động vốn là phải đàng hoàng. Còn bạn nào làm không đàng hoàng là cái chuyện đó, họ phải tự chịu trách nhiệm. Bạn nào hồi nãy chưa comment vô thì các bạn comment vô. Khi mà các bạn comment, bạn gửi là kinh doanh là phải tử tế, thì cái chữ đó nó bắt đầu nó đi vào trong cái bộ não bạn, nó đi vào trong tiềm thức của bạn. Các bạn nói là huy động vốn là phải tử tế thì bắt đầu nó luyện vào trong cái đầu bạn. Nói đi nói lại nhiều lần thì bắt đầu cái điều này nó ở trong cái đầu của mình. Bạn hình dung chưa? Và chúng ta phải luyện cái gì cũng vậy á, phải luyện cái đầu của mình. Bây giờ là mình chia sẻ tới cách số 7. Bạn sẵn sàng để mình chia sẻ cách số 7 chưa?
Đó, nó là các bạn nào mà không chịu comment, bạn cứ nhớ không, bạn nhớ không, nó không bằng bạn ghi. Bạn ghi cái chữ kinh doanh tử tế thì tự nhiên cái đó nó đi vào trong đầu của mình. Hoặc là bạn nói, bạn mà nói kinh doanh là phải tử tế thì cái đó nó cũng phải đi vào trong đầu của mình, và nó nhắc nhớ mình, nó nhắc nhớ mình vậy thôi chứ có cái gì đâu. Còn các bạn không làm thì tự nhiên bạn phí thời gian thôi, nó không vào trong đầu của bạn được. Ok chưa? Bạn nào hồi nãy giờ chưa chia sẻ đoạn livestream này thì bạn nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này, chúng ta góp mỗi người một chút xíu. Ok chưa? Mỗi người góp một chút xíu. Rồi bây giờ mình chia sẻ tới cái cách số 7. Cái cách số 7 là huy động vốn từ nhân viên. Coi chừng cái cách số 6 với cách số 7 các bạn làm lẫn với nhau. Cái cách số 6 là huy động vốn từ tiền lương của nhân viên, còn cách số 7 là huy động vốn từ nhân viên. Bạn hình dung chưa? Nó gần gần như nhau, nó là nhiều lúc các bạn lẫn lộn. Cách số 6 là huy động vốn từ tiền lương của nhân viên, cách số 7 là huy động vốn từ tiền của nhân viên. Ok chưa? Nhân viên của chúng ta rất là nhiều người họ có dòng tiền dư. Bạn dùng nhân viên chúng ta đang có tiền dòng tiền dư, ai cũng đang có dòng tiền dư, nhiều người họ đang có dòng tiền dư đó, thì chúng ta phải chia sẻ với họ, chúng ta nói với họ rằng ok là các em thay vì gửi cái em yêu quý thầy lắm bạn Nhật Tiến, cảm ơn bạn nhiều, bạn Huy Đàn kinh doanh tư thế rằng vậy thì nói như nào, nhân viên chúng ta luôn có dòng tiền nhàn rỗi họ gửi trong ngân hàng, các bạn biết lãi suất nó thấp bèo luôn, họ để trong đó, họ dư chừng vài chục triệu họ để trong đó. Ví dụ họ để trong đó 30 triệu trong ngân hàng thì làm được cái gì? 30 triệu lãi thì gọi là lãi làm cái gì? Tuy nhiên nếu mà bạn có 10 nhân viên và mỗi đứa nó bạn huy động được mỗi đứa đều 30 triệu thì rõ ràng chúng ta có 300 triệu rồi. 300 triệu đó chúng ta như thế nào? Chúng ta làm ăn được rất là nhiều thứ. Bạn nhận ra điều này chưa? Thì chúng ta phải biết yêu thương nhân viên. Tất nhiên rồi, thì chúng ta nó như thế nào chúng ta không, cái dạng này là khác, nó không có giống như cái dạng này là chúng ta vay nhân viên trung hạn hoặc dài hạn. Cách số 1 là ngắn hạn, cái cách số 6 là ngắn hạn, cái cách số 2 là trung hạn và dài hạn. Ok, con gái con đang đi làm gì đó. Cái cách số 2 này là cái cách dài hạn, trung và dài hạn, nghĩa là nửa năm, một năm, hoặc là dài hạn là chúng ta dài hơn. Cái cách này là huy động từ tiền nhàn rỗi của nhân viên, các bạn trao đổi với nhân viên là tụi em đóng góp cái khoản tiền này vào trong cái lưu động của nhân viên, hoặc là ví dụ là chúng ta cần sắm sửa trang thiết bị, chúng ta sắm sửa trang thiết bị thì chúng ta hết đi, thì chúng ta nói như đóng góp cái laptop vào. Ok chưa? Thì cuối năm chúng ta trả lại cho nhân viên một cái laptop mới. Ví dụ vậy, tức là nó có rất là nhiều cách, nó có rất là nhiều cách để chúng ta có trang thiết bị chúng ta làm việc. Nó có nhiều cách. Hay quá thời ơi, kinh doanh là phải đàng hoàng, đúng rồi. Chúng ta có rất là nhiều cách. Thì cái cách huy động từ tiền nhàn rỗi của nhân viên là cái cách này chúng ta làm trung hạn hoặc dài hạn. Chứ chúng ta không có làm ngắn hạn được. Và chúng ta đưa cái dòng tiền này vào trong kinh doanh. Và cuối năm chúng ta phải tổng kết rất là rõ ràng. Dĩ nhiên khi mướn cái cách này, khi chúng ta làm cái cách này thì chúng ta phải giấy tờ rất là rõ ràng, hệ thống sổ sách kế toán chúng ta phải minh bạch, đặc biệt là những cái công ty gia đình thì chúng ta rất bé giờ mới đi ngủ á bạn. Con chào đi, con chào mọi người đấy, con nói là chúc mọi người ngủ ngon. Bambi chúc mọi người ngủ ngon đó. Ok chưa? Bé chưa đi ngủ kỳ tài. Ok, bé ra uống nước rồi bé đi ngủ á. Thì cái cách này chúng ta cần có hệ thống sổ sách kế toán rất là rõ ràng. Phải rất là rõ ràng thì chúng ta mới làm được, nhân viên họ mới tin tưởng, họ mới đưa tiền cho chúng ta. Còn những cái công ty mà dạng cái công ty gia đình đó,
chúng ta tù mù thu vào rồi bỏ trong túi một đống thì nhân viên sẽ họ cũng không có dám, bạn có nói cái cách này thì họ cũng không có dám. Công ty nào mà có hệ thống sổ sách rất là rõ ràng, hệ thống chi tiêu rất là rõ ràng thì nhân viên họ rất là vui, họ rất là happy khi họ cùng đóng góp chung với nhân viên. Và cái cách này nó cũng hay, bởi vì nhân viên nó như thế nào ạ? Nhân viên nó như thế nào, nó được một phần, nó được đóng góp một phần trong cái hành trình kinh doanh của công ty và làm cho nhân viên nó gắn bó với công ty của chúng ta hơn. Đó là cái mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta cần phải làm, và người kinh doanh chúng ta cần phải hiểu cái cách này. Hệ thống kế toán sổ sách đàng hoàng là chúng ta làm thì nhân viên nó sẵn sàng nó làm cái việc này, chứ nó không phải suy nghĩ gì hết. Bạn góp phần chia sẻ đoạn livestream này, bây giờ lượng người xem càng ngày càng giảm rồi, mà về sau thì càng ngày nó càng hay. Bây giờ còn có 135 bạn, hồi nãy là 200 bạn. Thì mình không hiểu sao là bây giờ nó giảm nhanh vậy. Vậy thì các bạn góp phần chia sẻ, các bạn nào mới vô góp phần chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người nữa. Và chúng ta như thế nào, chúng ta chia sẻ đến càng có nhiều người tap những cái bạn này vào, ok chưa, thì để mọi người được cùng nhau chia sẻ ra. Bây giờ gần 11 giờ rồi, bây giờ còn hai cách nữa, dĩ nhiên nó còn nhiều cách nữa. Bạn Hoàng Ngân Dày là sao nè, bạn xin lỗi, XL là gì mình cũng không biết, bạn comment XL nó là cái gì mình không hiểu được. Chào bạn Hương Tăng, ok, rất là vui. Bây giờ em mới lên livestream này nó đã gần một tiếng rồi, do mọi người đi ngủ đó thầy. Ồ, mọi người đi ngủ sớm quá, mình chia sẻ đây mà mình còn chưa buồn ngủ, sao mọi người đi ngủ sớm chứ. Chúng ta sống không nhiều đâu, chúng ta nên thức đi ngủ ít dậy, sau này qua bên kia rồi ngủ hoài, ok. Sau này đã ngủ rồi thì chúng ta qua bên kia chúng ta ngủ hoài luôn. Nên là các bạn nào chưa chia sẻ là livestream này, bạn Hương Tăng chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn chia sẻ đoạn livestream này đi. Bây giờ còn hai cách nữa, còn mấy cách nữa các bạn, còn hai cách nữa, càng về sau các cách nó càng hay. Vậy thì bây giờ mình chia sẻ cái cách số 8, ok, bạn comment xuống là cách số 8. Rất là nhiều năng lượng bạn Lê Bá Dương, thịt châu A Phủ ơi. Ngày hôm nay là mình đi từ sáng là mình ghé trường Đại học Công nghệ Thông tin. Mình ghé trường Đại học Công nghệ trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin để có một cái dự án làm với họ. Buổi chiều mình phải tranh thủ mình về quận 1 để mình gặp anh Nguyễn Hạ Nam là chủ tịch hội doanh nhân ở Pháp. Đúng rồi, sáng nào mình cũng tập thể dục nên mình khỏe lắm. Chủ tịch hội doanh nhân ở Pháp ảnh mới về Việt Nam, và mình cũng sẽ mời ảnh chia thứ hai tuần tới này, ảnh sẽ chia sẻ với các bạn doanh nhân trong cộng đồng Bi ở tại hội trường của Bi Training. Và tối vừa rồi mình phải chạy qua Túc Ngoài Tân Phú để mình ăn tất niên mừng 5 năm ngày thành lập của công ty Thiên Phú Việt Nam. Là bạn Phú, bạn đã học mình cách đây 5 năm rồi và bạn đang kinh doanh càng ngày càng phát triển. Rồi mình chỉ 8 giờ 7 giờ nhập tiệc thì 8 giờ là mình phải tranh thủ chạy từ Tân Phú về tới quận 2 này, về nhà vừa kịp tắm rửa xong một cái là mình ra mình ngồi liền là đủ. Các bạn thấy không, là vừa 9 giờ rưỡi liền rồi ăn cơm vô tay. Mình có đi ăn tiệc rồi chút xíu, chia sẻ xong còn phải kiếm cái gì đó ăn một chút xíu chứ bây giờ vẫn còn đói đây. Nhưng mà không sao, chúng ta cùng cam kết là chúng ta cùng làm thôi. Ok, tiếp cách số 8 đi thầy ơi. Ok, dĩ nhiên rồi. Các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này, bạn nào chưa vào thì các bạn phải chia sẻ đoạn livestream này đến cho những người chúng ta cùng biết. Với đi các bạn nào mới, chia sẻ đoạn livestream của mình ra đi ạ. Rồi, bây giờ mình chia sẻ cái cách số 8. Cách số 8 là chúng ta huy động vốn từ tiền thuế của nhà nước. Từ tiền thuế. Cái cách này bạn nghe lạ không? Tỏi đen Thiên Phú phải không thầy? Không, công ty xây dựng Thiên Phú Việt Nam chứ không phải tỏi đen Thiên Phú. Huy động vốn, rất vui làm quen với các bạn, ok. Huy động vốn từ tiền thuế, ok, huy động vốn từ tiền thuế. Cái cách này bạn nghe lạ không? Có bạn nào nghe lạ thì bạn thấy ồ cái cách này lạ quá. Các bạn có thể là comment là cái cách này nó tuyệt vời quá, giờ trẻ rồi đó thầy, em sẽ xem hết mơ thôi. Đúng rồi, phải xem hết chứ. Chúng ta phải xem hết, phải xem đến cùng. Ngủ thì ngủ chậm một chút xíu cũng được, có gì đâu.
Đó. Sau này qua bên kia ngủ hoài, ngủ muôn đời luôn. Rồi, bạn giờ huy động từ tiền thuế của nhân, của từ tiền thuế, huy động vốn từ tiền thuế. Đặc biệt là bạn nào có lĩnh vực kinh doanh mà cái dòng tiền lớn thì các bạn biết chỉ cần huy lần đầu nghe luôn, đúng rồi. À, huy động từ tiền thuế này là các bạn thấy nó vô cùng tuyệt vời. Bây giờ mình ví dụ, không hôm nào em ngủ trước 12 giờ, ok. Cái cách này nó vô cùng tuyệt vời, à, lạ và độc. Bạn tự dưng nói rất là thú vị. Cái cách này rất là lạ và độc, đúng rồi. Như thế nào là huy động vốn từ tiền thuế? À, ok, các bạn thấy, các bạn nào thấy cái này thú vị thì bạn ghi vô cái cách này thú vị. Bởi vì sao? Các bạn càng ghi, các bạn càng nói thì tự nhiên các bạn nhớ nó hoài. Nhớ nó. Còn các bạn mà không chịu ghi lại thì các bạn không có nhớ. Mặc dù bạn nào nói, ô lần đầu nghe luôn, thì bạn cũng sẽ nhớ. Chút xíu mình nói ra các bạn nói, mà nói lạ quá cũng nhớ, các bạn nói cách là nó hay quá, nó làm cho bạn nhớ, tức là bạn phải thú vị lên. Bạn ngồi bạn học cái năng lượng bạn nó thú vị lắm, bạn cảm giác nó rất là thú vị. Ok chưa? Rồi, huy động trốn thuế hạ tại tầm 7. Cái bạn kia nói trốn thuế tại sao chúng ta tiêu cực vậy? Quá tiêu cực, ai lại đi làm cái tiêu cực như vậy là chúng ta phạm pháp rồi. Hoàn toàn theo luật và không được phạm pháp. Bạn nào phạm pháp là mình không nói bạn cái cách đó nha. À, tất cả ở đây chúng ta đều làm đàng hoàng, không được phạm pháp và không được phạm luật, đúng luật. Hình vô chưa? À, nói như vậy, nếu mà bạn không rành thì bạn hãy làm việc với bạn kế toán. À, ví dụ tiền thuế VAT, bạn hiểu tiền thuế VAT chưa? Nguyên tắc là bạn thu thuế VAT dùm cho nhà nước. Bây giờ ví dụ bạn bán cái laptop, mình ví dụ ra một cái cụ thể để các bạn thấy. Bạn bán cái laptop, ví dụ như cái laptop, bạn là người kinh doanh laptop, mà nói từng chút để cho cả bạn nhớ. Em mới vào muốn nhớ tên em, thầy ơi. Ok, bạn Nhật Tiến, ok chưa? À, thú vị quá. À, ví dụ như bạn bán cái laptop, ví dụ cái laptop của mình đây, ok chưa? Các bạn thấy cái laptop của mình đây, hồi kia mình mua là 35 triệu mấy, gần 36 triệu cho 36 triệu đi. Thì tiền thuế VAT là 10%. Hình dung chưa? Là nó 3 triệu mấy. À, nó 3 triệu mấy cho tiền thuế VAT là 3 triệu rưỡi đi. Nói vậy cho dễ nhớ. Thì khi mà khách hàng trả tiền cho bạn thì bạn phải trả cái thuế VAT này cho nhà nước. Bạn hình dung chưa? Cái nguyên tắc là bạn phải trả thuế VAT này cho nhà nước là 3 triệu mấy. Đó. Và bạn hình dung chưa? Một ngày là bạn bán 10 cái laptop như vậy, một tháng là bạn bán 300 cái laptop như vậy, thì cái lượng tiền thuế 300 cái laptop chúng ta nhân lên, một ngày chúng ta bán 10 cái nó như vậy, thì chúng ta có 30 mấy triệu tiền thuế. Tại mỗi cái là 10% là 3 triệu mấy, thì 10 cái là 30 mấy triệu, thì 100 cái là các bạn thấy 300 mấy triệu. Một tháng bạn bán 300 cái là bạn có cả 1 tỷ đồng. Đúng ra tháng đó bạn quyết toán sổ sách là bạn phải đóng cái tiền thuế VAT đó. Tại cái tiền thuế VAT đó nó không phải của bạn, nó là của nhà nước, nó không phải của bạn, của khách hàng, bạn thu hộ. À, rồi bạn phải đóng cho. Bạn sau khi bạn khấu trừ nó dư ra là bạn bắt buộc bạn phải đóng. Bạn thuế VAT đầu vào, thuế VAT đầu ra. Cái này bạn chưa hiểu thì bạn phải nói chuyện với người làm kế toán. Em mới nghe lần đầu, thú vị quá vậy. Đúng rồi, bạn phải làm việc với người kế toán. Ở đây mình chỉ nói cái ý tưởng, cái idea, và bạn hiểu sâu hơn thì bạn phải làm việc với người kế toán. Thì các bạn thái cho cái dòng tiền nó lên tất cả tỷ bạc. À, thì thay vì tháng đó bạn đóng có 1 tỷ bạc vào kho bạc nhà nước cho thuế liền, thì bạn làm việc với bạn kế toán, và bạn kế toán họ xử lý cái sổ sách chứng từ rất là hợp lệ. Mình nói là hợp lệ. À, thì bạn chậm đóng lại, bạn dùng chưa, bạn có cái dòng tiền này ra, ok, bạn mới dùng để bạn mua hàng hóa, bạn lại kinh doanh tiếp. Bạn hình dung chưa? Thay vì chúng ta phải đi vay ngân hàng, hoặc là chúng ta đóng cái bụp đi, thì chúng ta đi thiếu mất một cái khoản dòng tiền mặt để chúng ta quay tiền. Bạn thấy cái cách này nó hình dung chưa? Nó rất là tuyệt vời. Mình nói cái cách này rất là tuyệt vời. Và hầu như các cái công ty lớn nào họ cũng làm cái điều này hết. À, bởi vì cái dòng tiền xoay trong kinh doanh là dòng tiền vô cùng quan trọng. À, bạn hình dung ra điều này chưa? Thì
cái người kế toán họ sẽ làm được cái việc này và hoàn toàn hợp lệ. Cái cách này là hoàn toàn hợp pháp lý, không, mình không gian xảo gì hết. Đã nói ở đây là không nói cái cách nào tà bậy tà bạ hết. Còn bạn không biết thì bạn phải làm việc với người kế toán, và những công ty lớn họ đều làm bằng cái cách cái này. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy học được gì từ bài học này thì các bạn comment xuống, các bạn ghi xuống, các bạn nói là các bạn học được cái điều tuyệt vời từ cái bài học này. Comment xuống, ghi xuống các bạn nói là các bạn học được rất là nhiều điều từ cái bài học này. Đó. Và các bạn tiếp tục là cái cách số 9. Ok, giờ bạn sẵn sàng để mình chia sẻ cái cách số 9 chưa? Các bạn sẵn sàng mình chia sẻ cách số 9 chưa? Cái cách số 9 là cái cách huy động vốn từ khách hàng. Chúng ta huy động vốn từ khách hàng, từ cái người khách hàng của mình. Chúng ta huy động vốn từ người khách hàng của mình. Nó có rất là nhiều cách, nó có rất là nhiều cách. Huy động vốn từ khách hàng của mình, cụ thể nó là như thế nào? Cụ thể là ví dụ trong chiến lược kinh doanh nó có gọi là một chiến lược gọi là resell. Resell như thế nào thì sau này mình chia sẻ cái live stream về sale. Mình chia sẻ cái live stream về sale, mình sẽ nói cái resell này nó kỹ hơn. Còn cái này là mình đang nói trong cái chu trình huy động vốn, mà nói qua cái chủ đề sale thì tự nhiên nó lạc mắt đi. Nhưng mà trong kinh doanh nó có một chiến lược là gọi là chiến lược resell, nghĩa là chúng ta bán trước. Chúng ta bán trước nghĩa là ví dụ như mình, ví dụ nôm na nó là như vậy nè. Ví dụ như là vừa rồi mình ra cái quyển sách vượt biển lớn và cái quyển mỗi ngày một chút thôi này của mình, thì cái động tác trước đó tức là khi mình ra bản thảo rồi, trong thời gian mình đang xin phép nhà xuất bản để cấp phép cho mình, thì mình nói như thế nào mình bán trước trong tất cả các lớp, mình bán trước. Ví dụ như in ấn đồ sách ra 1000 quyển sách nó tới mấy chục triệu là, và cái xem như là mình không có vốn, tức là mình đã đầu tư mình viết ra quyển sách này, bạn hình dung chưa, bản thảo rồi xong hết rồi, và trong thời gian đó mình như thế nào mình gửi xin phép nhà xuất bản, và nếu nhà xuất bản chấp nhận rồi thì bắt đầu mình mới đi tới nhà in, mình in và để in 1000 cuốn, ok chưa, thì mình cần phải có 50 triệu, mình cần phải có 50 triệu mình mới in được. Mà ví dụ đi mình là người không có 50 triệu đó để mình in thì nhà in ở đâu có in mình. Vậy thì mình có một cái bản mẫu rồi mình bán trước, mình bán trước cho khách hàng. Mình ví dụ nó như vậy, mình bán trước. Và vừa rồi, những đợt vừa rồi mình vẫn làm nó như vậy, mình bán trước nó như thế nào. Mình mới nói với các bạn của mình là mình nói là 2 tháng nữa là sách mình ra, và giá bìa của nó là 110.000. Tuy nhiên các bạn nào mua bây giờ thì mình chỉ bán 80.000 thôi. Và 2 tháng ra là mình sẽ giao đến nhà bạn. Còn nếu mà lúc đó nó ra thì các bạn phải mua 110.000. Mình ví dụ nó như vậy đi. Mình ví dụ nó như vậy đi. Thì bắt đầu các bạn mới đăng ký, các bạn mua. Vừa rồi các bạn đăng ký mình, các bạn mua nhiều lắm. Sách mới về mấy ngày nay mình gửi mệt luôn. Các bạn thì mỗi bạn là đưa mình 80.000. Mình ví dụ vậy. Thì vừa rồi là mình nói là cả hơn 500 bạn mua trước, đưa tiền mền trước 8 năm 40, là mình được 40 triệu chưa? Bạn hình dung chưa? Mà trong khi sách mình chưa có về, sách mình mới về, họ mới về bữa thứ 5 vừa rồi, bữa nay mới thứ 2, sách về mình có mấy ngày. Thì vừa rồi mình nói như thế nào, mình mới đi giao hàng. Thì rõ ràng các bạn thấy mình có tiền cái mình đi in sách rồi mình đi bán lại mình lấy tiền sau. Bạn hình dung ra cái cách này chưa, là cái cách này người ta gọi là chia sẻ 9 cách huy động vốn. Và sao em chưa nhận ra được thầy nhỉ? Và cái cách này là cái cách gì ạ? Là cái cách là chúng ta huy động vốn từ khách hàng. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là chúng ta đi bán trước, hoặc là một cái ví dụ khác. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ bạn cái ví dụ khác chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa?
Các bạn nào sẵn sàng, thưa các bạn nói sẵn sàng. Các bạn thấy bây giờ hơn 11 giờ mà mình vẫn cứ sai xưa. Tại sao? Lịch chia sẻ của thầy như thế nào để em biết? Mình chia sẻ vào 9 giờ thứ hai nào cũng có hết, tối thứ hai nào cũng có hết. À, tối mai mình lại chia sẻ cho các bạn tiếp. Tối mai mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp. Tối mai mình có cái cuộc livestream rất là hay. À, bạn nào đi dùng chưa? Tối mai mình sẽ có cái cuộc livestream là mình chia sẻ cho các bạn cái cách nào để các bạn dùng cái đòn bẩy trong kinh doanh cho nó tốt. Vừa rồi mình chia sẻ bạn là 7 đòn bẩy kinh doanh, thì sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách gì ạ? Cái cách là 6 hình thức chủ chốt để chúng ta đẩy bung cái đòn bẩy chúng ta nó giang lên. Và các bạn nào không biết thì các bạn phải đi vào những đoạn video trước của mình để các bạn xem đi. Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp này, mình sẽ chia sẻ bạn cái ví dụ tiếp này. Mình chia sẻ bạn ví dụ tiếp này. Ví dụ như là bạn là đại lý, bạn là người kinh doanh mỹ phẩm đi, và bạn đặt một cái đơn hàng mỹ phẩm. Ví dụ đi, bạn đặt một cái đơn hàng mỹ phẩm. Nếu mà bạn đặt cái nhà sản xuất nó nói bạn là nếu mà bạn đặt 100, bạn đặt 100 đơn hàng thì giá của một đơn hàng họ lấy cho bạn là 300.000. Tuy nhiên họ offer cho bạn khác, nói bạn mới nói rằng là họ nói rằng là nếu mà bạn đặt 1.000 đơn hàng, bạn lấy cái này 1.000 đơn hàng thì giá nó chỉ còn có 200.000 một bộ thôi. Ví dụ cái nhà sản xuất nó nói với bạn nó như vậy thì bạn nhẩm, bạn tính đi. Vậy thì rõ ràng là nó rẻ hơn tới 100.000 một bộ, và 100.000 một bộ, 10.000 là chúng ta lãi hơn 1 triệu, và 100 bộ là chúng ta sẽ lãi 10 triệu, và 1.000 bộ chúng ta lãi tới 100 triệu. Các bạn ơi, chúng ta điều này cho ồ. Vậy thì bây giờ chúng ta đâu có tiền để chúng ta lấy tới 1.000 bộ. Bạn hãy vô ra cách này. Cái bài toán ví dụ ra các bạn thấy tới giờ thì lập tức bạn sẽ làm bằng cái cách nào ạ? Bạn có sẵn cái hệ thống đại lý rồi. Bạn mới báo cho hệ thống đại lý. Ví dụ bạn có 10 cái hệ thống, bạn có 10 cái đại lý đi. Bạn nói là kỳ này bạn đại lý nào mà chuyển tiền trước lấy 100 bộ thì bạn bỏ cho cái giá chỉ có gì 220.000 một bộ thôi, trong khi hồi kia là họ phải lấy tới 250.000 một bộ. Bây giờ 220.000 thôi, bạn vẫn lãi 20.000 một bộ mà. Thì các đại lý nó thấy ồ, cái này cũng lợi quá nhỉ. Thì cái đại lý A nó bỏ tiền ra nó lấy 100 bộ, cái đại lý B nó bỏ tiền ra nó lấy 100 bộ, đại lý C nó bỏ tiền ra nó lấy 100 bộ, đại lý B nó bỏ tiền nó lấy 100 bộ, 10 đại lý nó lấy bỏ ra. Thế là bạn đủ một cái khoản tiền rất là lớn. Và bạn rất là tự tin cái cách này, bạn hiểu chưa? Và bạn đặt nhà cung cấp tới 1.000 bộ. Và bạn về, bạn giao hàng hết. Dĩ nhiên họ đặt là họ phải đưa tiền hết cho bạn rồi. Bạn hình dung ra cái cách này chưa? Nghĩa là cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp là huy động vốn từ khách hàng. Các bạn ghi xuống để các bạn nhớ, huy động vốn từ khách hàng. Các bạn ghi đi nó mới nhớ, không ghi làm sao nó nhớ. Ghi để nó ghi vào trong đầu. Bạn ghi là bạn comment xuống và bắt đầu nó ghi vào trong đầu. Hoặc là bạn lấy viết, bạn ghi vô hồi nãy mà nó nói học là phải nghiêm túc. Đừng cứ nghĩ là xem livestream là không có nghiêm túc, phải rất là nghiêm túc thì con người bạn nó mới thành công được. Và bạn nào hồi nãy vừa xem livestream mà chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ cái đoạn livestream về đi, mỗi người chúng ta góp tay một chút xíu thì mọi thứ chúng ta mới lan tỏa ra. Ok, bây giờ mình đang theo dõi trên máy tính mình thì là đã được 280 lượt chia sẻ rồi. Chúng ta cần phải được 300 lượt chia sẻ thì nó mới rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình nói là 9 cách huy động vốn, nói chung nó có nhiều cách lắm. Bây giờ các bạn muốn mình chia sẻ cách số 10 không? Nhiều lắm. Dù cách số 10 là cách chúng ta huy động vốn từ nhà đầu tư. Tuy nhiên để huy động vốn từ nhà đầu tư thì nó đòi hỏi những cái yếu tố khác. Các bạn có muốn mình chia sẻ luôn cái cách số 10 không?
các bạn muốn mình chia sẻ cách số 10 thì các bạn nói là muốn mình chia sẻ trong xong cách số 10 cho các bạn luôn. Nói chung mình đã nói nó có rất là nhiều cách, cho tới giờ mình biết tới 16 cách lận. Tuy nhiên tối nay mình sẽ chia sẻ 9 cách này thôi. Và các bạn nào muốn mình chia sẻ cách số 10 ngay bây giờ không? Thì các bạn comment xuống chia sẻ luôn cách số 10 luôn đi. Các bạn chia sẻ xuống, comment xuống. Bạn nào chưa chia sẻ đoạn livestream của mình thì các bạn chia sẻ đoạn livestream của mình ra để cho nhiều người biết. Để chúng ta thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Và bạn bè bạn họ biết thì họ cũng như thế nào, họ cũng phát triển lên một chút xíu. Đúng rồi, mỗi người một chút xíu thì chúng ta mới phát triển được các bạn nhé. Các bạn có muốn mình chia sẻ luôn cách số 10 không? Các bạn comment xuống là muốn là mình sẽ chia sẻ luôn cái cách số 10. Ví dụ cách số 10 là chúng ta huy động vốn từ nhà đầu tư. Như thế nào gọi là nhà đầu tư? Nhà đầu tư là những người họ có nhiều tiền, họ có rất là nhiều tiền, họ không muốn tự làm kinh doanh nữa, hoặc là họ cũng có kinh doanh rồi, họ có cái công ty lớn rồi, họ muốn dùng cái tiền đó họ đầu tư vào những cái công ty khác để nó sinh lãi ra cho họ, gọi như vậy là gọi nhà đầu tư. Bạn đã hình dung ra cái này chơi vậy. Nhưng từ nhà đầu tư thì nó khác. Thực sự là những cái bạn mà mới khởi nghiệp thì hầu như là các bạn không có huy động vốn được từ nhà đầu tư đâu. Cái nhà đầu tư họ rất là khôn ngoan ở ngay chỗ này nè. Nếu bạn mới có ý tưởng thì bạn quên đi cái cách mà huy động vốn từ nhà đầu tư. Mới có ý tưởng nó bay bổng, nó ở đâu mà gọi là huy động từ nhà đầu tư cái gì. Nếu mà bạn nào có ý tưởng thì bạn quên đi cái cách huy động từ nhà đầu tư đi, mà bạn hãy nghĩ những cái cách mà trong chính cách hồi nãy giờ mình nói. Mới có ý tưởng mà đòi chả ai đầu tư cho cái ý tưởng của bạn. Cái ý tưởng bạn nó bay bay chỗ nào ai thấy được. Thì bạn phải gì? Biến ý tưởng nó thành quả trứng. Từ cái mà cái ý tưởng đó nó biến thành quả trứng. Bạn nào đã từng ra khởi nghiệp biết nó cả một cái công đoạn và nó khó khăn vô cùng. Bạn phải làm rất là nhiều thứ để mà từ ý tưởng nó thành cái quả trứng, rồi bạn mới mang cái quả trứng đó bạn huy động. Tất nhiên cũng chả cái nhà đầu tư nào nó đầu tư vào cái quả trứng của bạn đâu, hiếm lắm. Cái quả trứng của bạn biết nó có nở ra con gà hay không mà đầu tư. Chả ai đi đầu tư cái quả trứng lỡ nó vỡ làm sao. Hiếm người đầu tư vào cái quả trứng trứng lắm. Chả ai đi đầu tư cái ý tưởng là nó bay bổng, ai đi đầu tư. Và ông nào mà đầu tư vào ý tưởng thì cái ông đó cũng giải lắm, hiếm lắm. Nó thuộc cũng có chứ không phải không có, nhưng mà nó thuộc những cái quỹ đó là người ta như nào, người ta muốn giúp cộng đồng, người ta biết chắc chắn là nó sẽ mất lâu lâu nó mới có ý tưởng thành công. Chả ai đi đầu tư cái ý tưởng đó. Bạn nào mà có ý tưởng mà muốn ra bỏ đi. Chúng ta phải biến ý tưởng nó thành cái quả trứng. Nó ra ngô, ra khoai. Nhưng kể cả quả trứng cũng rất khó huy động vốn. Khó, khó vô cùng. Chúng ta phải biến cái quả trứng thành con gà. Các bạn thấy, con gà nó ra cái hình hài chưa? Chúng ta biết gà cò hay gà mái rồi. Chúng ta bao nhiêu con gà này nó có đẹp mã hay không? Hay là cái con gà này nó suy dinh dưỡng? Bạn như tức là chúng nhà đầu tư họ nhìn thấy con gà đó thì bắt đầu từ chỗ con gà. Họ nhìn thấy được cái con gà đó thì bắt đầu họ mới như thế nào họ mới quan tâm, họ bắt đầu họ quan tâm. Bạn mang con gà đó bạn ra, bạn nói bắt đầu họ quan tâm. Đúng rồi, tại vì họ nhìn thấy ra được cái con gà này nó có lông, có cánh, nó có đẹp hay không. Bắt đầu họ mới quan tâm cái con gà này. Tuy nhiên phần lớn nhà đầu tư họ quan tâm cái chỗ nào nhất các bạn không? Con gà đó nó có đẻ trứng chưa đó. Các nhà đầu tư là nó quan tâm cái chỗ đó. Bởi vì sao? Nó con gà nó đẻ trứng thì nghĩa là gì ạ? Là nghĩa là cái gì ạ? Ok chưa? Nghĩa là cái dòng tiền nó đã chảy về rồi, lợi nhuận bắt đầu nó chảy về rồi. Và họ rất là khôn, họ đầu tư vào cái chỗ đó để lợi nhuận nó về nhanh, để họ đỡ rủi ro. Cái công đoạn mà từ ý tưởng biến thành trứng là nó rủi ro nhất, rồi từ trứng thành gà nó lại rủi ro nữa, và từ gà nó đẻ trứng. Thì cái nhà đầu tư ở phần lớn họ tập trung vào ở ngay chỗ đó. Con gà nó có đẻ trứng chưa? Bạn hình dung ra cái cách mình nói cái chỗ này chưa? Bạn nào thấy là vừa rồi mình chia sẻ cái điều này rất là tuyệt vời,
Cách này hơi khó à nha. Đúng rồi, là mình đã nói là mình các bạn khởi nghiệp, các bạn mới ra làm thì các bạn đừng có suy nghĩ tới cái cách này. Ví dụ như các bạn ở hôm nay các bạn hay xem trên sách tăng chơi vậy. Rồi các bạn mộng mơ chơi vậy. Bạn xem đi, trên sách tăng là hởm rầy những doanh nghiệp lên là những cái doanh nghiệp đó họ đã đẻ trứng rồi, bạn hình dung chưa? Nó con nhà đầu tư họ muốn biết trứng gà đó 90% phải là nở hả thầy? Vậy là hồi nãy giờ nghe vẫn chưa hiểu rồi, bạn hãy xem lại đoạn livestream này của mình để bạn hiểu chút xíu, retour lại xem hả. Các bạn hình dung ra chỗ này chưa? Tức là phần lớn vừa rồi những bạn thi trên sách tăng đó là các bạn thấy chưa, họ có con gà và con gà đó họ đẻ trứng rồi, tất cả là con gà đó đẻ trứng hết rồi, chả ai đi lên đó nói ý tưởng hết. Mà mình đã nói rồi, từ ý tưởng mà biến ra được cái trứng, rồi từ cái trứng biến ra được con gà, rồi từ cái con gà mà nó đẻ trứng, trời ư là cái rủi ro và bao nhiêu thằng nó chết ở khúc trước đó rồi. À, còn bạn nào mới có ý tưởng thì bạn quên đi. Dĩ nhiên nó cũng có những cái quỹ gọi là cái quỹ của nhà nước, dễ gì bạn tiếp cận được cái quỹ của nhà nước, hiếm lắm. Hoặc là nó có một cái số quỹ người ta muốn đóng góp cho xã hội thì người ta đầu tư vào một số ý tưởng nó lạ. À, bạn hình dung ra điều này chưa? À, nên là khi đi huy động vốn nhà đầu tư là các bạn phải hiểu vừa rồi á, mình chia sẻ bạn cái chính cách vừa rồi là những cách rất là cơ bản mà bạn đi từ nhỏ lên. À, đi xem sắc tăng á thì bạn học được cái gì, bạn học nó làm cho bạn có năng lượng, học được ý tưởng từ các bạn đó chia sẻ, điều đó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên phải hiểu hơn cái bức tranh làm kinh doanh, đừng có mơ mộng, đừng có ảo tưởng, cái gì cũng phải thực tế. Nhà đầu tư họ có tiền, họ nhiều tiền rồi, họ thực tế lắm, họ giỏi lắm. Các bạn đừng có nghĩ là các bạn nói phô phô là họ đưa tiền cho bạn, không có phải. Họ làm ra tiền rồi, họ thông minh hơn bạn nhiều, họ giỏi hơn bạn nhiều. Nên là các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Và các bạn hãy đi từ từ theo từng cách của mình. Và thứ bảy chủ nhật này mình có 2 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, mình chia sẻ cho bạn cái cách làm chủ doanh nghiệp chúng ta đi từ 0 đồng lên như thế nào. Bạn nào chưa thì ở các tỉnh lân cận và ở Sài Gòn, hãy chạy về Sài Gòn học cái lớp cuối cùng của năm nay để sang năm chúng ta bùng nổ. Bạn hình dung chưa? Còn bạn nào mà còn lăng tăng, ok chưa? Thì tối thứ năm tuần này, bữa nay là thứ hai nè, tối thứ ba, thứ tư, tối thứ năm tuần này, mình chia sẻ cho bạn 3 giờ đồng hồ hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí. Về cái chương trình này, muốn ra làm chủ là bạn luôn có cách, hãy đi học cách. Đừng cứ ngồi mà nói rằng là em không tự tin, em không biết bắt đầu từ đâu. Thay vì nói cái cách đó thì hãy đến tham dự những người họ làm được, họ luôn có cái cách rồi. Và bạn nào ở xa thì bạn muốn cái quyển sách của mình, cái quyển mỗi ngày một chút thôi, ok chưa? Trong quyển này mình chia sẻ bạn rất là nhiều bài học. Ví dụ như mình luôn đẩy xa các giới hạn của bạn, ok chưa? Hoặc là các bạn thấy là rất là nhiều bài học có đang tồn tại một thị trường không, cái đó là mình chỉ cho bạn cái cách tồn tại thị trường. Các bạn nào muốn học thì các bạn ghé cái văn phòng, các bạn comment cho mình bạn có đủ thời gian chưa, ok chưa? Mình chia sẻ bạn rất là nhiều cách, có những cách huy động vốn như vừa rồi mình chia sẻ bạn đó, mình chia sẻ trực tiếp mình. Nếu bạn đang có gia đình thì cách ra kinh doanh như thế nào, mình sẽ chia sẻ rất là cụ thể. Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả, đây là 101 bài học trong kinh doanh mà mình va chạm hàng ngày, mình chia sẻ cho bạn trong cái quyển mỗi ngày một chút thôi. Đó, bạn nào quan tâm. Và cái quyển sách thứ hai là Vượt Biển Lớn, cách kinh doanh khởi nghiệp từ 5 xu. Thì bạn nào ở xa thì các bạn inbox cho mình, inbox nhớ ghi là em muốn mua 2 quyển sách này, inbox số điện thoại luôn, rồi nhân viên mình họ sẽ giao 2 quyển sách này đến tận nhà bạn. Bạn nào ở gần thì hãy đến lớp vừa đọc sách và vừa đến lớp. Cảm ơn các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều thời gian cùng nhau với mình ôn cái chương trình này. Và tối mai cũng 9 giờ rưỡi tối mình sẽ chia sẻ cho bạn cái 6 cách
để chúng ta đánh bật cái đòn bẩy của chúng ta lên. Vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn live stream là 7 đòn bẩy trong kinh doanh, thì từ tối mai mình sẽ tiếp nối một cái chương trình chia sẻ cũng 9 giờ rưỡi. Ok, tối mai mình sẽ chia sẻ 6 cái cách để chúng ta đánh bật 7 cái đòn bẩy lên. Bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời mà. Và bạn nào quan tâm lớp học hay là quan tâm quyển sách thì các bạn cứ inbox cho Facebook của mình và các bạn nói rõ thì mình sẽ gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Mình cũng bây giờ bắt đầu mình đi ngủ đây. Mình đi ăn rồi mình mới ngủ được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn nhé.